đôi lời càng hỏi táo quận ông. Sắp tin về chầu thượng giới không, nếu có việc trần tâu thẳng lẽ đừng như những kẻ bén hơi đồng. Đêm ngồi nghĩ hỏi thăm ông táo sổ sách trần, ông tính đã xong chưa? Năm canh thần nhiều trận gió mưa, cho những loài trăm cây cùng ngàn đắng. Để tiếp theo chương trình là thuyết giảng đợt 1 do giáo lý viên Trần Thị Minh Kiều và phụ trách với đề tài tìm hiểu ý nghĩa bốn câu trong quyển năm khuyến niệm Đức Quỳnh Tấn Quỳnh Sáng Tác tại chợ quán Tân Tân Kỵ 1941. Chức mê tâm giúp điều thần ghép, gán thần kiên niệm Phật làm lành, thường cao dầu chi hướng cao thanh, cho khỏi đẹp con lập Phật giáo. Thì ban tổ chức chúng tôi trân trọng kính mời giáo lý viên và Trần Thị Phương Kiều, ban phụ trì giáo lý, ban trị sự trung ương đến diễn đàn để làm phật sự của mình. Trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị đại diện cho Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các vị đại diện cho các ban ngành, đoàn thể của xã Bình Phú cùng đến tham dự ngày phổ truyền giáo lý Phật giáo Hòa Ảo hôm nay. Kính thưa ông Phan Chí Tâm, giáo lý viên ban phổ truyền giáo lý Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo cùng đến thực hiện công tác phổ truyền giáo lý Phật giáo Hòa Hảo hôm nay. Kính thưa các vị, kính thưa ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Bình Phú, cùng kính thưa các vị là trưởng phó ban, các thành viên, các ban trị sự xã bạn lân cận đến tham dự. Kính thưa quý vị quan khách, khách quý cùng toàn thể cô bác anh chị em nam nữ đồng đạo xa gần hiện diện kính mến, nhận được lời mời của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Bình Phú, tôi cùng với giáo lý viên Phan Chí Tâm được sự phân công của ban phụ truyền giáo lý Trung ương Giáo hội trở về tại ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Bình Phú để thực hiện bổn phận nghĩa vụ là người trùng tuyên lại lời giáo huấn của Đức Tông Sư, để thắp sáng thêm lên ngọn đuốc từ bi chí thiện mà Đức Phật, Đức Thầy đã khổ công hoằng hóa, để đưa vạn loại chúng sanh đi vào dòng hạnh phúc. Nhận thấy được sự ủng hộ nồng nhiệt của chính quyền địa phương về mặt an ninh, cũng như nhận được sự ưu ái của toàn thể chư quý đồng đạo chúng ta trở về đây tham dự với tinh thần ưu sư dị đạo, nên đã làm cho buổi tuyên dương giáo lý Phật giáo Hòa Hảo hôm nay trở nên tôn nghiêm và long trọng. Đứng trước chân ảnh uy nghi tôn kính của Đức Tông Sư, lời nói đầu tiên của tôi là xin chân thành gửi đến toàn thể quý liệt vị lời chúc sức khỏe tốt đẹp, lời chào mừng đoàn kết thân ái và trân trọng nhất của tôi. Kính thưa quý vị, như chúng ta đã biết, phổ truyền giáo lý Phật giáo Hòa Hảo là một trong bốn chương trình đạo sự trọng tâm do Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đề ra. Phổ truyền giáo lý Phật giáo Hòa Hảo là góp phần phát huy giá trị đạo đức và tinh hoa văn hóa của dân tộc. Chẳng những thế thôi, mà phổ truyền giáo lý Phật giáo Hòa Hảo là chúng ta đã thực hiện đúng theo lời di ngôn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi xưa và thực hiện đúng theo lời chỉ dạy của Đức Tôn Sư ngày nay. Đức Phật bảo rằng,
các con muốn đền ơn ta ư, thì giáo pháp của ta đó hãy cố mà học đi, gắn mà hành đi, quyết mà truyền đi. Mọi sự cúng dường tán dương Phật không bằng đem giáo pháp của ta mà quảng bá vậy. Đức Thầy Hằng dạy rằng, mình đã gặp con thuyền Bát Nhã có lý nào ích kỷ tu thân. Phật tổ xưa còn ở nơi trần, ngài gắng sức ra công hoằng hóa, nền đại đạo lưu thông tất cả. Bậc tiên hiền đều trọng Phật gia, rèn dân bằng giáo thuyết bình hòa, giống bác ái gieo sâu vô tận. Nên ngài đã cất tiếng kêu, kể cả những hàng xuất gia lẫn tại gia, cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng, giới tín nữ thiện nam Phật giáo. Nên cố gắng trao thân dình đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thân danh công đức Phật từ bi vô lượng. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng tuyên bố rằng, nước biển chỉ có một vị mặn, đạo của ta cũng chỉ có một vị, đó là giải thoát. Và khi khai sáng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo tại làng Hòa Hảo, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, Đức Tôn Sư chúng ta cho biết là: ta không quên, ta là một đại đệ tử trung thành của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ta thừa dưng sắc lệnh Thế Tôn khắp hạ giới truyền khai đạo pháp, với lòng từ bi vô lượng, nhìn thấy chúng sinh lặn học trong sông mê biển khổ, nên ngài đã lâm phàm độ thế vào ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, ra đời để cứu độ chúng sinh. Lòng thương Lê Thử Đáo Ta Bà thừa chuyển pháp luân dụng khuyến ca, cảnh tỉnh người mê về cõi ngộ, dạy răng kẻ tục nhược nơi hà, và giết một ngọn lưỡi này một tấc, đem đạo lành ban rải nơi nơi, mãn chờ trong bá tánh thảnh thơi, khắp bốn biển liên dây hòa hảo. Đức Tôn Sư nhận thấy, ngày nay chúng ta là những người hữu duyên, nên nghe qua lời dạy của ngài, liền giác ngộ tu hành, làm lành đánh dữ, ăn chay niệm Phật tạo tác phúc điền, và quyết chí tu cho đến ngày thành công viên mãn. Nhưng Đức Thầy xét thấy rằng chúng ta đã có duyên lành, đã có duyên lành cùng Phật Pháp, duyên lành đó được cùng điên, chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu Phật. Còn những người không có duyên cùng Phật Pháp, thì dù cho nghe trăm ngàn vàng lần, trăm ngàn vạn lần giáo pháp của Đức Tôn Sư, thì người ta cũng chẳng chịu quy tu hành. Bằng chứng là có rất nhiều người ở ngay thánh địa Hòa Hảo, nơi mà Đức Thầy khai đạo, hằng ngày nghe giáo lý của ngài, nhưng cũng có rất nhiều người chẳng chịu quy y tu hành. Điều này minh chứng rằng những người ấy không hữu duyên. Dù chúng ta ở xa xôi, nhưng nghe qua giáo lý của Thầy Tổ, chúng ta giác ngộ tu hành là vì chúng ta đã hữu duyên trong quá khứ. Nên Đức Thầy xác định rằng, đờn ta vốn thiệt không dây, vô duyên khó biết, lời Thầy nói xa. Chúng ta là những người hữu duyên, tốt phước mai duyên được tắm mình trong dòng suối pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, để rồi chúng ta rột rửa tất cả những bụi bẩn nhơ nhớp trong cõi hồng trần này, hầu để được quá kiếp thành tiên thành Phật. Như lời Đức Tôn Sư cho biết, ngày nay đã tỉnh ngộ quy y cùng Phật Pháp, như vậy cửa trường sanh bất diệt các trò đã gặp nẻo, nương đèn trí huệ ly xuất phàm trần, chán cảnh phồn qua tìm nơi tịch tịnh. Nhưng các trò tuy lòng mộ đạo, chớ chưa hiểu rành nẻo bước đường đi, hãy tạm xét chữ quy y cho thấu đáo. Quy là về, mà về đâu? Về cửa Phật. Y có nghĩa là dâng lời theo khuôn mẫu. Vậy quy y đạo Phật là nương nhờ cửa Phật và làm y theo lời Phật dạy. Phật từ thiện theo cách nào, ta phải từ thiện cách nấy. Phật tu cách nào đắc đạo rồi dạy ta, ta cũng làm theo cách nấy. Thầy cảnh tỉnh giác ngộ điều gì chánh đáng thì khá dâng lời, cần nhất ở chỗ giữ giới luật hàng ngày. Còn sự lễ bái là điều phụ thuộc, là món trợ đạo để nhắc nhở các trò nhớ phận sự mà là. Thầy xét trong tam nghiệp các trò còn mang nặng lắm, trong đường tu nương theo tam nghiệp thì khổ não lắm. Chúng sanh tịnh được tam nghiệp mới mong về cõi Phật. Tam nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, đọc lại trong cuốn khuyến thiệp. Nhưng thầy xét lại, khổ nghiệp của các trò nặng nề hơn hết. Hãy lấy gươm trí huệ mà dọn sạch ba lòng, hãy lấy lòng khoan dung mà đối đãi lẫn nhau, hãy lấy lòng bác ái nhân đạo mà cư xử với mọi người. Cần hiểu cái lý vô ngã của nhà Phật, hãy ráng sức thi hành, sẽ có thầy ủng hộ. Thì qua lời nhận xét của Đức Tôn Sư đó, ngài cho biết là trong tam nghiệp các trò còn mang nặng lắm. Vậy thì kể từ năm 1939 Kỷ Mão cho đến nay năm 2019 Kỷ Hợi,
trải qua 80 năm tròn. Kể từ ngày Đức Tôn Sư khai đạo đến nay, người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ở khắp mọi nơi trên mọi miền đất nước, kể cả ở hải ngoại đã quy y theo Phật giáo Hòa Hảo. Nhưng Đức Thầy xác định rằng trong đường tu các trò còn nương theo tam nghiệp rất nhiều. Do đó mà qua lời nhận xét Đức Tôn Sư, hôm nay chúng ta quy y theo Phật giáo Hòa Hảo rất đông, nhưng hành y thì ít mà để y thì nhiều, phải không? Chúng ta hành y thì ít mà để y thì nhiều. Do đó tại sao Đức Thầy cho biết cả ngàn năm nhân tâm sao xuyến, sao tu hoài chẳng thấy ai thành? Bởi chữ tu liền với chữ hành, hành bất chánh người đời mới nói. Vậy thì hôm nay chúng ta thử xét bản thân mình, mấy mươi năm tu hành chúng ta đã hành y được bao nhiêu phần, còn bao nhiêu phần chúng ta còn để y chưa làm xong. Chúng ta phải cố gắng làm nốt cho xong để hoàn thành bổn phận của người con Phật, để chúng ta chuẩn bị hành trang lên đường về xứ Phật theo lời dạy của Đức Tôn Sư, sớm tỉnh ngộ lên đường giải thoát. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại lời dạy của Ngài qua bốn câu kim ngôn trong Khuyến Thiện quyển 5. Thì bốn câu kim ngôn này được Đức Tôn Sư viết trong Khuyến Thiện quyển 5. Lời khuyến thiện của Vô Danh Cư Sĩ, đây là quyển thứ 5 mà Đức Tôn Sư đã sáng tác tại nhà thương Chợ Quán năm Tân Tỵ 1941, dài 776 câu. Mở đầu bằng câu là băng tâm ngẫu hứng thừa nhàn, và chấm dứt bởi câu sĩ xuất văn từ dốc dạy khuyên. Thì đặc biệt sấm giảng quyển năm này, Đức Tôn Sư kết hợp kể cả bốn thể thi văn để cho ra đời khuyến thiện. Như 28 câu đầu, Đức Thầy viết theo thể lục bát. Băng tâm ngẫu hứng tựa nhàn, theo đòi nghiêm bút luận bàn tục tiên, ta là cư sĩ Khánh Điền, lo nghề cài cuốc cũng chuyên tu hành. Cho đến câu là lời lành của Phật truyền rồi, đọc qua suy nghiệm xét soi chánh tà. Thì 28 câu này Đức Thầy viết theo thể lục bát. Tiếp theo Đức Thầy chuyển mạch viết theo thể thách ngôn bát cứu đường lực, tức là một bài 8 câu, mỗi câu 7 chữ. Tiếng kệ từ bi quá diệu trầm, diệt lòng tham vọng diệt thinh âm, trần gian sai đắm theo màu sắc, tịnh độ giác thuyền trị dục tâm. Phải rõ nghiệp duyên trần cấu tạo, nghe rằng chánh pháp thoát tà dâm, phù sanh nhược mộng đời lao khổ, tỉnh trí tu thân khỏi lạc lòng. Tiếp theo Đức Thầy chuyển mạch viết theo thể thách ngôn tứ cứu, tức là mỗi bài 4 câu, mỗi câu 7 chữ. Hào quang chư Phật rọi mười phương, đạo pháp xem qua chứ gọi thường, chuyên chú nghĩ suy từ nét dấu, cố công gìn giữ tánh thường lương. Tiếp đến Đức Thầy chuyển mạch viết theo thể thách ngôn trường thiên, một bài kệ rất dài, dài đến 652 câu, mỗi câu 7 chữ. Lòng quản ái xót thương nhân chủng, buổi lố lăng Phật giáo suy đồi, kẻ tu hành ai nỡ yên ngồi, mà sớm kệ chiều kinh thông thả, mình đã gặp con thuyền bát nhã, có lý nào ích kỷ tu thân. Cho đến câu là nguyện mười phương chư Phật đáo lai đồng, tiếp dẫn chúng sanh giải thoát. Tiếp theo Đức Thầy lại chuyển mạch viết theo thể lục bát, một bài kệ không dài không ngắn, 76 câu. Đêm thanh yên nguyệt dựa kề, nhìn xem thế sự não này tâm can, từ ta nương chốn Phật đàn, dứt tâm trần cấu chẳng màng vinh quê. Cho đến câu là nữ nam muốn rõ âm hao, ráng trao đức hạnh, ngày sau sẽ tường. Và cuối cùng Đức Thầy lại kết thúc quyển khuyến thiện bằng một bài kệ viết theo thể thất ngôn bát cứu đường lực, một bài 8 câu, mỗi câu 7 chữ. Ngôn từ đạo hạnh ý thầy khuyên, hạnh đức anh cần ráng tập chuyên, thất tổ cũ quyền nơi chính suối, nghĩa mai xa lánh sáu đường duyên, vô thượng thậm thâm dĩ truyền, danh ngôn chép để rạch đàn tiên, cư gia tịnh độ tâm viên mãn, sĩ xuất văn từ dốc dạy khuyên. Tổng thể 776 câu. 28 câu cộng với 8 câu là 36, cộng với 4 câu là 40, 652 là 692 câu. Và 8 câu cuối là 700 câu, 76 bài kệ không dài không ngắn là 776 câu. Phải không? Như vậy thì qua cái bài là tất cả những cái thể gian mà Đức Thầy đã sáng tác trong quyển Khuyến Thiện quyển 5, thì căn cứ một người có thể cho ra đời những cái tác phẩm siêu việt như vậy thì đòi hỏi những người đó phải có sức học uyên bác, sâu rộng, am tường tất cả các thể thi văn niêm luật một cách là sâu rộng và chính xác, và đồng thời phải có thời gian tu chỉnh mới có thể cho ra đời một tác phẩm. Nhưng chưa chắc đã hoàn thiện như thế. Nhưng xét về trình độ căn cơ thì Đức Tôn Sư Ngài ở bậc tiểu học mà Ngài có thể dễ dàng cho ra đời những cái tuyệt tác siêu việt như vậy, sâu màu như vậy, thì điều này minh chứng rằng Ngài chính là bậc sinh như chi, chẳng học mà thông, miệng nhích môi đầy văn tao nhã, hạ bút thần, thơ đã đề khai.
Cho nên tìm hiểu ý nghĩa thâm sâu trong giáo lý và Phật là một vấn đề vô cùng quan trọng đối với người tu hành chúng ta. Vì chúng ta có hiểu đúng mới hành đúng, bằng hiểu sai hành sai. Hiểu đúng hành đúng thì tu hành mới đắc đạo. Hiểu sai hành sai thì con đường trở về luân hồi thọ khổ là chắc chắn. Do đó Đức Thầy nói ta yêu chúng viết ra giảng kệ, khuyên tăng đồ cùng các tín đồ nghe cạn lời, chứ có mờ hồ tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo. Vậy thì chúng ta hôm nay tìm hiểu bốn câu, ý nghĩa bốn câu kim ngôn trong sấm giảng quyển năm được Đức Tôn Sư sáng tác tại nhà thương Chợ Quán năm Tân Tiệm 1941. Thì bắt đầu từ câu là băng tâm ngẫu hứng từ nhà và chấm dứt bởi câu sĩ xuất dân từ dốc dạy khuyên. Ở trong sấm giảng quyển năm này, đoạn Đức Tôn Sư có đề bốn câu kim ngôn như sau. Đó là dứt mê tâm, dứt điều hoàng ghét, ráng cần chuyên niệm Phật làm lành, thường trao dồi chí hướng cao thanh, cho khỏi thẹn, con lành Phật giáo. Vậy thì mỹ ý bốn câu kim ngôn trên, Đức Tôn Sư muốn dạy chúng ta những gì? Và thực hành đúng với lời dạy ấy sẽ được lợi ích ra sao, kết quả như thế nào? Bằng ngược lại, người tín đồ đã quy y mà không hành y, làm trái lời thầy, lời Phật, thì sẽ vương lấy những tai hại gì? Đó là nội dung chi tiết của vấn đề mà hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua ý nghĩa bốn câu kim ngôn mà Đức Thầy đã viết trong Khuyến Thiện Quyển Năm. Câu thứ nhất Đức Thầy viết: dứt mê tâm, dứt điều hoàng ghét. Ngài sử dụng hai chữ dứt trong cùng một câu giảng. Đây là lối điệp văn, cũng giống như câu ta bà khổ, ta bà lắm khổ, Ngài nhấn thêm một chữ khổ. Đó. Và để cho chúng ta thấy được cái cõi đời này quá khổ, mà chúng sanh ở trong cái cảnh cùng cực khổ đó, không sao có thể tả xiết được. Như vậy Đức Thầy sử dụng hai chữ dứt trong cùng một câu giảng. Dứt mê tâm, chữ dứt là gì? Chữ dứt là nghĩa của nó là hết, là không còn. Chữ mê là u tối, chữ tâm là lòng. Dứt mê tâm là hành giả không còn sự mê mà u tối. Nhận ngụy làm chân, nhận tà làm chánh, gặp chánh tưởng tà. Hay nói một cách dễ hiểu hơn, dứt mê tâm là Đức Thầy dạy chúng ta các phương pháp tu đoạn trừ căn bản của phiền não. Vì mê tâm còn có cái tên gọi đồng nghĩa đó là vô minh, nó chính là căn bản của phiền não. Sao gọi là căn bản phiền não quý vị? Vì nó thường sanh ra 84,000 trần lao phiền não khác, là cái nghiệp nhân của luân hồi sanh tử. Chúng sanh vì nó mà mãi bị đọa trong tam đồ lục đạo, từ vô thủy tới nay không thoát ly ra được. Nên Đức Phật bảo rằng các chúng sanh đều có như ta, bị vô minh vọng tưởng giải tà nên quay lộn ta bà cõi khổ. Cho nên dứt mê tâm là Đức Thầy dạy chúng ta thực hiện cái phương pháp tu nhắm ngay căn bản phiền não mà đoạn trừ, thì tất cả các sự khổ đau cũng theo đó mà tự nhiên mất. Vì dạng pháp vốn tại tâm sanh, nhất pháp sở sanh tùy tâm sở hiện, nhất thiết nhân quả thế giới duy trần nhân tâm thành thể. Có nghĩa là tất cả các pháp có sinh ra đều do tâm biến hiện, mà tất cả các pháp như nhân quả, quyền thiệt phàm thánh, cho đến lớn như thế giới hay nhỏ như duy trần, cũng từ do nơi tâm mà hiện ra, rồi cũng từ do nơi tâm mà thành thể. Đức Lục Tổ bảo rằng lòng từ bi tức là Quan Âm, lòng hỷ xả là Thế Chí, lòng năng tịnh trong sạch tức là Thích Ca, lòng bình đẳng và bình trực và chánh trực tức là Di Đà. Ngược lại lòng nhơ ngã là núi Tu Di, lòng tà dại là nước biển, lòng phiền não là sóng trào, lòng độc hại là rồng dữ, lòng dối giả là quỷ thần, lòng trần lao là cá trạnh, lòng tham sân là địa ngục, lòng ngu si tức là súc sanh. Đức Thầy xác định rằng thiên đường địa ngục do tâm tạo, thành tiên hay Phật cũng do tâm, thành ma thành quỷ cũng do tâm. Địa ngục cũng tại tâm làm quấy, về thiên đàng tâm ấy tạo ra, cái chữ tâm mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Như vậy thì căn cứ theo các kinh luận của Phật giáo cho biết đó, mỗi con người chúng ta đều có ba cái tâm. Một là nhục đoàn tâm, hai là duyên lữ tâm, ba là chân như tâm. Nhục đoàn tâm là trái tim nằm trong thân con người chúng ta, hai là duyên lữ tâm tức là cái tâm duyên ý mã. Cái tâm này như con dượng truyền cành, như con ngựa chạy rông, lúc nào nó cũng vọng động. Tưởng đó, nhớ đây, khi thương, lúc ghét, khi vui, lúc buồn, đó là tâm vọng. Tâm này thường duyên theo các pháp trần cảnh mà sinh ra thất tình lục dục. Nguyên nhân sáu căn của chúng ta bị duyên nhiễm sáu trần là do tâm ý của chúng ta bị vọng tưởng cái gì. Chính vì cái vọng tưởng điên đảo đó mới khiến cho sáu căn chúng ta khi tiếp xúc với sáu trần liền sinh ra sáu thức. Mà sáu cái thức này gọi là sáu sự nhận thức phân biệt mê lầm.
nhãn thấy sắc thường hay bận biểu, tai ưa nghe những điều âm thanh, mắt với tay đều chọn đập đẹp xinh, còn lỗ mũi ưa mùi em dịu, đầu thơm tho nó ưa nó chịu, chốn xạ hương hay lết lại gần, lưỡi ơi ngon là chuyện ăn cần, đồ một béo nó ưa nó mến thân tham, sướng muốn tiền của đến, đặng ăn xài cho phỉ tấm tình, ý thì ưa sửa sắc soi hình, với chức phận cho cao cho quý, sáu đường ấy ở trong tâm ý, ta mau mau dứt nó cho rồi, nếu tỉnh tâm nào có mấy hồi mượn trí đạo, đuổi ra khỏi xác dứt được nó, ấy là giải thoát, thì xác trần mới khỏi độ đài. Như vậy cái tâm duyên này là gì? Là cái tâm vọng tưởng, nó hằng thường duyên theo các pháp của trần cảnh, mắt tay mũi lưỡi thân nhiễm với sáu trần, sắc tinh hương vị xuất pháp, là do tâm ý chúng ta bị vọng tưởng cho nên mới sinh ra lục thức, tức là sáu sự nhận thức phân biệt mê lầm, rồi nó sinh ra thất tình lục dục, nó xúi dục cho ba nghiệp thân khẩu ý chúng ta, tạo nên 10 điều ác. Đó là cái hộp giống của sanh tử luân hồi. Cho nên sau khi con người chết, thần thức sẽ theo cái nghiệp sanh tử đó mà bỏ thân này lại mang thân khác, chết nơi đây rồi sanh nơi kia, cứ lăn lộn trong ba cõi sáu đường, xuống xuống lên lên, không bao giờ dứt. Đó là chỉ cho duyên ngự tâm. Thứ ba là chân như tâm. Chân như tâm là cái tâm chân thật vốn sẵn có trong mọi chúng sinh, còn gọi là chân tâm hay Phật tánh. Cái tâm này chúng ta bỏ nó không mất, tìm không thấy, ở nơi Phật nó không thêm, ở nơi chúng sinh nó không bớt. Khi Đức Lục Tổ Huệ Năng tu hành đắc quả, Ngài đã làm một bài kệ để dụ chỉ cho chân tâm. Nào về tánh mình vốn sẵn thanh tịnh, nào về tánh mình vốn không sanh diệt, nào về tánh mình vốn không lay động, nào về tánh mình vốn tự đầy đủ, nào về tánh mình có thể sanh ra muôn pháp, bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhã trần ai. Có nghĩa là bồ đề không phải cây, minh cảnh cũng chẳng đài, xưa nay không một vật nào chỗ vướng trần ai. Và để chỉ cho cái chân tâm này, dụ chỉ cho chân tâm, dụ chỉ cho chân tâm, Đức Tôn Sư cho biết đó, là dẹp năm tên được mới mừng cười, vô pháp tướng mới là thiệt tướng. Nó chính là cái chân không mà dị hữu gì. Cho nên chân tâm đó, trong giáo lý nhà Phật còn có nhiều cái từ gọi, dị từ mà đồng nghĩa. Chân tâm còn được gọi là đạo, là vô vi, là niết bàn, là chân tâm. Phật tánh là cái thật tướng mà vô tướng. Những cái từ đó là dùng để dụ chỉ thôi, chứ chân tâm không có một cái gì có thể chỉ được cái chân tâm này. Khi chúng ta đắc được chân tâm, chúng ta thấy được cái tánh mình đó, lúc bây giờ kiến tánh thành Phật thì chúng ta mới thấy một cách chính xác. Đây là những ngôn từ trong giáo lý nhà Phật để dụ chỉ mà thôi. Như vậy thở Đức Phật còn trụ thế thì tôn giả A Nan đến bạch Phật thế này: Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài chỉ dạy cho chúng con cái phương pháp tu mau thành Phật. Đức Phật dạy: Này A Nan, các ông muốn tu thành Phật thì phải nhắm ngay cái căn bản phiền não mà đoạn trừ, tức là phải khai ngộ cho được chân tâm. Vì có khai ngộ được chân tâm thì tu hành mới đạt thành chánh quả. Đức Lục Tổ nói kệ: Biển tâm yên lặng thấy minh châu, thanh tịnh vô vi ấy đạo màu, chư Phật ba đời nương một mạch, hồi quang phản chiếu vọng tâm thông. Còn Đức Thầy thì cũng dùng cái ngôn từ để dụ chỉ chân tâm: khó tìm cho gặp chủ nhân ông, còn ẩn lánh nơi dòng sanh chúng. Ai mê tâm nghe qua không phụng, ráng suy tầm, đặng mở tánh linh lòng ngộ rồi, chẳng đợi nhiều kinh thì cũng thấy bổn lai diễn mục. Và mê tâm nó còn cái tên gọi đồng nghĩa, cho nên Đức Thầy đã diễn đạt một đoạn ở trong bài Thập Nhị Nhân Duyên, tức là cái nhân duyên thứ nhất phát khởi từ màn vô minh, tức là chỉ cho cái tâm mê vọng đó quý vị. Nó sinh ra 12 duyên dẫn dắt con người chúng ta đi trong ba cõi sáu đường mãi mãi không bao giờ dứt. Nhân duyên thứ nhất phát khởi từ màn vô minh mà che lấp bản ngã linh hồn, nó làm cho người phải tâm tối mê say, gây tạo ác nghiệp, chịu nẻo luân hồi thống khổ. Đây là 12 duyên sanh: vô minh sanh hành, hành sanh thức, thức sanh danh sắc sanh lục nhập sanh xúc động, xúc động sanh thọ cảm sanh ái, ái sanh bảo thủ sanh hữu, hữu sanh sanh, sanh sanh lão tử. Đó là 12 duyên sanh, nó dắt đi từ kiếp này đến kiếp kia không có dứt. Cái vô minh nghĩa là tối tâm mê dốt từ hồi vô thủy, có mê dốt ta mới hành động, rồi hành động ấy sanh ra muôn pháp, nên mới có cái thức biết, dĩ như loại cây cỏ sắt đá vô tình, không biết chi cả, đâu có danh sắc. Còn ta là loài hữu tình, cái biết ấy nên có xác thịt và linh hồn danh sắc. Xác thịt và linh hồn có thì phải có sáu căn: nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, nhiễm với sáu trần là sắc tinh hương vị xúc pháp, nên gọi là lục nhập. Có lục nhập mới có tiếp xúc với mọi người và vạn vật, nên gọi là xúc động. Rồi từ chỗ tiếp xúc nên mới
thọ hưởng của tiền trần nên gọi là thọ cảm. Có thọ cảm thọ hưởng của tiền trần rồi mới có cái ưa thích quyến liếm tham tình nên gọi là ái. Muốn việc chi ở đời, nếu ta yêu thích cái điều đó thì ta phải gắn công gìn giữ cho chặt chẽ nên gọi là bảo thủ. Mà gìn giữ chặt chẽ thì mới có sống, nếu không thì làm sao mà ta sống, nên gọi là hữu. Rồi cái sống ấy, mến tiếc ấy mới đầu thai trở lại cõi trần đã hưởng dụng, nên gọi là sanh. Muôn loài vạn vật hễ sanh ra thì lớn, hễ lớn thì sẽ già, bị trong tứ đại đất nước gió lửa làm nên, nào là tứ thời cảm mạo bất hòa, hễ già thì yếu đau, nếu đau tức là phải chết. Ấy vậy cái nghiệp nhân của già chết ấy là tại cái vô minh mà ra tất cả. Như vậy Đức Thầy dùng ba từ dứt mê tâm là khuyến tấn tất cả các giới tu hành, nhắm ngay cái căn bản của phiền não mà đoạn trừ thì tất cả các sự đau khổ cũng theo đó mà bị tan biến. Trong môn Hoàng Diệt, Đức Thầy đã chỉ cho chúng ta cái phương pháp, cái diệu pháp để diệt cái tâm mê vọng này hay đoạn vô minh. Môn Hoàng Diệt Đức Thầy viết đó: nếu ta tìm con đường bát chánh đạo của Phật mà đi, giữ tâm thanh tịnh, làm việc nhân từ, không lòng hờn giận, chẳng giả ghét ganh, chuyên tâm niệm Phật, giúp thế độ đời, đừng chứa điều phiền não và để bụng tham lam ích kỷ, gây mối thiện duyên, lần lần trí huệ mở mang, cõi lòng sáng suốt, thì màn vô minh sẽ bị diệt mất. Vô minh bị diệt thì hành diệt, hành bị diệt thì thức diệt, thức bị diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì lục nhập diệt, lục nhập diệt thì xúc động diệt, xúc động diệt thì thọ cảm diệt, thọ cảm bị diệt thì ái diệt, ái bị diệt thì bảo thủ diệt, bảo thủ bị diệt thì hữu diệt, hữu bị diệt thì sanh diệt, sanh bị diệt thì lão tử diệt. Ấy là giải thoát vậy. Cho nên ba từ dứt mê tâm là Đức Thầy chỉ dạy chúng ta muốn thoát khổ thì phải nhắm ngay căn bản phiền não mà đoạn trừ tất cả các sự khổ đau đều theo đó mà bị tan biến. Nhưng mà theo lý đó quý vị, Đức Thầy nói dứt mê tâm, theo lý dứt mê tâm thì hờn ghét đâu còn, phải không? Mà tại sao Đức Thầy nói dứt mê tâm phải là dứt điều hờn ghét? Vì tâm chính là thể, mà tánh chính là dụng. Ví như sống với nước, đồng thể là nước cả, nhưng khi mặt biển im lìm gọi là nước biển, nhưng có gió tràn thổi vào thì gì? Khởi lên sóng biển. Nhưng sóng biển nó hại quý vị, sóng biển nó hại. Cho nên tâm và tánh đồng một bổn thể, nhưng sở dĩ Đức Thầy nói có hai đó là do tâm nó là vô tướng, chúng ta không nhận thấy. Mà muốn biết được cái tâm của hành giả đã giác ngộ hay còn mê lầm đó, thì phải xem qua cái tánh của cái người đạo chúng ta đó, là có tu hay không tu, hiền hay là hung, phải không, thiệt hay là dối. Bây giờ nhìn cái mặt của chúng ta tu mấy mươi năm mà sao nó quạo đeo hà, phải không quý vị? Cái mặt chúng ta tu làm sao mà, tại nếu tu tâm thì phải đổi tánh, phải không? Đằng này chúng ta tu làm sao mấy chục năm mà cái mặt nó quạo, ai nhìn thấy mình cũng bỏ giò lái trơn. Tại vì cái mặt chúng ta không có hỷ kiến, bởi vì nếu tu tâm, tướng tại tâm sanh. Như vậy chúng ta tu làm sao mà cái mặt chúng ta quạo đeo là do cái tâm chúng ta không có đổi, không có chuyển đổi, nghĩa là không có tu tâm mà tu tướng không à. Cho nên tu hoài mà cái mặt chúng ta không có hỷ, gặp là hỷ là gì? Là vui. Kiến là thấy cái mặt vui, cái mặt phúc hậu, cái mặt dễ mến lắm, ai cũng dễ gần. Còn mặt mình sao quạo đeo, ai thấy cũng dội trơn. Đó là không có chối được. Cho nên muốn biết được cái tâm phải xem qua cái tánh. Cái tánh của chúng ta đó, Đức Thầy diễn tả trong giáo lý rất là nhiều. Như là tánh là tánh tánh kẻ sang đổi vợ nào lầm, thánh nhân để nhiều câu hữu lý, đó là tánh chúng sanh nha. Ở tánh Phật là khác. Rồi là việc bán buôn phải giữ ngang cân, chớ tập tánh lận lường tráo đấu, mà lận lường tráo đấu là tánh chúng sanh. Rồi khuyên chúng sanh bỏ tánh biến lười, phải sốt sắng làm ăn cần thiết, đó là cái tánh gì? Là tánh chúng sanh. Lòng biến ham sung sướng dữ lắm, cực khổ không muốn. Chúng sanh. Như vậy còn tánh Phật, tánh Phật tánh tiên đó, là Đức Thầy nói là tánh này gì? Tánh của chúng ta đó là tánh thuần lương, vẻ mặt vui tươi, vậy mới đáng tín đồ Phật giáo. Nay ta đã quy y cầu đạo, cây gỗ là trái thiết từ bi, ngồi một hầu bàn luận giáo lý sao mà nó nghịch ý với nhau, nó cãi lộn rên hết trơn. Vậy thì tánh này là tánh gì? Chúng sanh, phải không? Bởi vì lão tử cho biết đó là biện giả thì bất thiện, mà thiện giả bất biện. Cái người tranh biện chứ không phải là kẻ thiện, mà cái người thiện không bao giờ tranh biện. Thế vậy, như vậy chúng ta thấy tánh chúng sanh ở đây nè. Ông thua tôi hơn ông, tôi cao hơn ông, tôi sâu hơn ông phải thua tôi mới được, tôi phải hơn, cái gì cũng hơn hết. Cho nên là lúc nào cũng tranh với nhau, cãi với nhau chứ không có hòa được.
Như vậy thì đó là tánh chúng sanh. Còn Đức Thầy nói tâm sao tánh gì quý vị? Tâm sáng suốt như đài nguyệt kén, tánh trong như nước bích mùa xuân, hay là tâm từ bi sánh thể ngọc ngà, trong các báo khó bì tánh thiện. Đó là tánh Phật. Còn tánh chúng sanh nè, thấy không? Đức Thầy nói là tánh hung hăng đâm chém chặt bầm, chất chứa điều hung dữ trong tâm, chờ đắc thế ra tay hạ sát. Hay là học chữ nghĩa cho thông cho thái, đặng xê sang đài các xe tàu, tiếng chào mừng cửa miệng làm màu trong tâm ý, mù mù đủ thế. Đó là chúng sanh đó. Chúng ta phải thấy được những cái tính đó là hại, chúng ta loại bỏ. Chúng ta phải sao? Phải gán bắt chước làm theo Phật tánh, phải không? Như vậy thì tu mới thành Phật. Như vậy thì chúng ta đã phân tích rồi, cái tánh nào của chúng sanh, tánh nào của Phật. Vậy thì hôm nay chúng ta tu mấy mươi năm mà tại sao cái tánh chúng ta còn nóng? Ấy vậy, chúng ta tu làm sao mà chuyển sửa cái tâm tánh chúng ta nó nóng như lửa mà nó mát nguội như nước vậy đó thì đắc đạo, thấy không? Chúng ta phải xem cái gia đình của chúng ta là một xã hội, quý vị phải chịu đựng được tất cả những cái chuyện thuận nghịch. Có nghĩa là người trong gia đình là chúng ta xem là một cái xã hội. Người dày người khác, người kỹ, người thì ở dơ, người thì ở sạch, người thì nói dai, người thì ít nói đó, người thì cái tánh lì nói không nghe, người thì nói là nghe liền. Cho nên chúng ta phải chịu được tất cả những cái tánh đó. Không gặp ông chồng thì gặp bà vợ, không gặp dâu thì gặp rể, không gặp con thì gặp cháu, không người gặp người trong nhà thì gặp người ngoài chồng xóm. Tất cả những cái chuyện thuận nghịch đó chúng ta phải chịu đựng được hết, phải nhịn chịu được hết, nó không có nóng đâu quý vị. Chứ bằng không nó chắc là nó nóng, nó chắc. Chúng ta phải nhớ nè, tu nè, nhịn nè, hiền nè, phải không? Nhẫn chịu, buông xả đừng chấp, tâm thanh tịnh. Cho nên tại sao chúng ta tu hoài mà chúng ta cái tánh chúng ta không có giống Phật? Đức Thầy cho biết đó, ta khùng mà chẳng có cơn, cũng không có tánh, giận hờn quá già. Còn mình đó là cái dạng là không phải khùng như Thầy. Vì Thầy là giả khùng, có gì không phải khùng thiệt. Bởi chữ khùng của Phật của Thầy chứ chẳng phải của người lãng trí, mê với tỉnh nhận ra là lý. Như vậy thì chúng ta cái dạng khùng của chúng ta là khùng thiệt hay sao? Cho nên khi mà chúng ta nổi cơn lôi đình thịnh nộ thì làm hai người hay mình thế vậy? Cho nên chúng ta là tu làm sao mà khùng được như Thầy của mình, khùng mà không còn có cơn nữa, khùng mà không còn giận hờn bá gia nữa. Bởi vì Đức Thầy cho biết đó, tu còn ái ố sân si, tu còn nhiều tánh dị kỳ trần mê. Chứ dị kỳ là nó khác Phật, phải không? Dị kỳ trần mê khó mong cửa Phật giữa kỳ, càng gần địa ngục nhiều bề thảm thương. Cho nên Đức Thầy dạy chúng ta cái phương pháp tu phải làm sao chuyển sửa cái tánh mình, chúng sanh trở thành cái tánh như Phật vậy. Đó là chúng sanh nên tầm quạt ba tiêu, chữa quả diệm nơi tâm cho tắc, thì đạo hạnh ngày kia mới đắc. Chớ chứa hờn đứa giữ ích chi, phận tu hành tay gác mặt lì, chịu cay đắng của người sang sớt. Chúng ta tu, bà vợ không tu, bà nhai bà chữ tối ngày, thì đồng đạo quý chú nghĩ như là ca sĩ hát cho mình nghe. Còn nếu ông chồng ổng hành hung bạo hành với mình á, ổng ghét ổng cho mình tu, ngăn trở đường tu mình á, mà lỡ ổng có quánh mình đó quý vị, thì quý cô nghĩ như là ổng thương mình, ổng đấm lưng cho mình ngủ, mình mới nhịn được. Chứ bằng không nó chấp đó nghe, nó nóng, nóng lắm, thấy không? Câu nào là chúng ta cũng chấp hết. Tôi là trong nhà là trụ cột, sao bà dám, thấy không? Còn tôi á nè, cha mẹ tôi cho của hồi môn, hồi đó ông cưới tôi đó, ông có đồng xu trong túi nữa. Bây giờ á là tài sản này của tôi hết, mà bây giờ tôi tu sao mà ông là cự nữ luôn này kia. Ông phải nghe tôi mới được nha, không có được à, không có được, ó é tôi. Quý vị coi, còn bằng không nếu ông chồng hành động với mình á, bữa nay tôi nghỉ tu một bữa tôi xử ông, dám quýnh tôi hả? Không, không được, phải nhịn, có nghĩa mình phải chịu đựng được tất cả những cái tánh khác nhau ở trong cái ngôi nhà của mình. Thấy không? Mà chịu đựng được, chúng ta buông xả được chấp. Ở ngoài cũng thế, có nhiều người hỏi thế này, cô Vân Kiều ơi, mình gán theo lời Thầy mình nhịn rồi, nhưng mà tại sao có nhiều người cái mặt nó thấy ghét dữ lắm luôn, bắt đầu gặp là nó nổi nóng lên à, chịu không có nổi, không thể nào hòa được. Ê, tôi mới nói đồng đạo đó, Thầy dạy mình rồi, tu là phải hòa, phải thương yêu, phải không? Cái tình thương này á, nó rộng khắp như Thầy vậy đó, tình yêu mà chẳng riêng ai cả, yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh. Chúng ta phải cố gắng làm sao thương cho được những người có cái gương mặt khó thương nhất ở trên cõi đời mới tu được, thật là vậy. Và chúng ta đừng bao giờ ghét những người có cái gương mặt thật đáng ghét nhất ở trên cõi đời này thì mới tu được, bằng không gặp nó thấy ghét nó lắm, ai không làm sao mà tu.
đó, như vậy thì chúng ta tu mới đắc quý vị. Đó, đó là theo lời dạy của thầy. Như vậy dứt mê tâm mà muốn biết hành giả còn mê hay đã giác rồi đó, thì phải xem qua cái tánh hành giả đó, còn nhân, còn ngã, còn chấp, còn mắc, còn nấm, còn giận hay là không. Tại sao chúng ta tu mà không có phát huệ quý vị? Ngày xưa Phật thuyết một tràng pháp là triệu triệu người đắc quả là ha. Mà ngày nay chúng ta nghe cả ngàn lần tràng pháp của thầy tổ mà chúng ta không có đắc, không có phát huệ, không có đắc. Là vì mọi chuyện trái ý nghịch lòng đến cho chúng ta, chúng ta không nhịn được, nó nổi quạo quý vị. Nó nổi quạo tức là nó phát quạo hoài à, nó không phát huệ được. Mà nếu chúng ta không phát quạo đó, hay ông không chấp nè, nhịn chịu nè, không chấp đó, là cái tâm chúng ta được bình tĩnh, là thanh tịnh. Mà tâm định thì huệ sanh. Cho nên Đức Thầy nói nếu ai mà biết chữ tu trì, tâm bình tĩnh được thì phát huệ. Chúng ta không phát quạo tức thì phát huệ, mà phát huệ thì không bao giờ phát quạo, mà cái người phát quạo thì mãi mãi không bao giờ phát huệ. Vậy đó, phải không quý vị? Đó, chính xác là vậy. Cho nên đó, chúng ta phải cảm ơn những cái người mà chọc ghẹo mình, phải không vậy? Phải cảm ơn những người đó để chi? Để chúng ta là biết được cái tánh mình còn chúng sanh hay đã thành Phật rồi. Không nhờ mấy người đó nói móc nói môi, nói những cái điều mà thử thách mình đó, chọc ghẹo mình, thì làm sao mình biết mình hiền? Mình tưởng mình là Phật, nhưng mà tới đụng cảnh nghe người ta nói trái ý nghịch lòng, bắt đầu nổi nóng lên. Ây, vậy mấy chục năm mình tu sao còn chúng sanh nó giận ngần thương ghét chỗ này. À, cho nên phải cảm ơn những người phải chọc ghẹo mình, những người đã trù dập mình, à, những người đã làm trái ý nghịch lòng mình, để cho tâm chúng ta thấy được thanh tịnh, chúng ta buông xả không chấp nữa, thì phải nhờ những người đó thì đạo chúng ta mới thăng tiến và đi đến chỗ thành công, phải không vậy? Đó là dứt mê tâm, dứt điều hờn ghét. Nhưng mà muốn đoạn trừ cái căn bản phiền não này là một vấn đề vô cùng khó. Chính vì khó nên Đức Thầy nói ráng cần chuyên niệm Phật làm lành. Câu thứ nhất là Đức Thầy chỉ chúng ta thấy căn bản của phiền não, tức là cái bệnh của chúng sinh. Cái bệnh này gọi là bệnh mãn tính, rất là khó trị. Đó, đó là một trong tam độc chứa. Như vậy thì muốn trị được nó phải áp dụng cái phương thuốc thần dược của tổ thầy. Đó là ráng cần chuyên niệm Phật làm lành. Chữ ráng là khó. Cái gì gán là Đức Thầy nói gán là khó. Cái nghĩa nó là khó. Như là ráng bắt chước làm theo Phật Thánh, nếu thiệt người thì biết thương người. Bắt chước theo Phật Thánh rất khó. Hay là ráng cực lòng một bước đầu tiên sau mới được làm nên Phật Thánh. Hay là chữ tu hãy ráng miệt mài, đừng kể vắng dài, đừng nệ mau lâu. Rồi Đức Thầy cho biết ráng nữa. Đó, khuyên dân lòng chớ có sờn, ráng tu thì được xem đờn trên mây. Rồi ra đời dạy dỗ anh em, xem qua ít bận, ráng đem vào lòng. Xem qua là xem, nhưng mà đem vào lòng để ghi nhớ đó là khó, phải không? Chúng ta xem nhưng mà không ghi nhớ lời thầy, cho nên chúng ta thêm với bớt cho không có hành đi. Phải ghi nhớ là chúng ta hành đi rồi. Đó, ráng đem vào lòng. Rồi Đức Thầy còn nói ráng nữa vậy. Đức Thầy nói ráng nhiều lắm nghe, 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Đi đứng nằm ngồi ráng niệm chứ quên không đợi về thời khác. Rồi Đức Thầy nói ráng nữa. Đó là muốn làm hiền, ráng nhịn đừng than. Mà chúng ta nhịn mà còn than là chưa có đạt chuẩn quý vị. Như vậy thì chữ ráng là khó rồi. Chữ cần là siêng năng, chữ chuyên là giỏi hành. Chúng ta cần phải siêng năng và thiệt hành cho giỏi hai điều sau đây mới đoạn trừ được căn bản phiền não. Đó là niệm Phật và làm lành. Chúng ta niệm Phật thì chúng ta thường ngày niệm, chúng ta thấy nó dễ quá đâu có khó. Nhưng Đức Thầy khẳng định là khó. Làm lành hàng ngày chúng ta làm các việc từ thiện thấy không khó, nhưng Đức Thầy xác định nó là khó. Vậy thì niệm Phật không khó, chỉ khó nơi bền lâu. Bền lâu không khó, chỉ khó nơi nơi tâm chuyên nhất. Có nghĩa là chúng ta niệm Phật cho đến chỗ là nhất tâm bất loạn là một vấn đề vô cùng khó. Đây là cái quá trình thành công trong cái phương pháp tu tịnh độ. Vì căn cứ theo lời thầy đó, hàng ngày chúng ta làm các điều lành, phải không? Mà đâu khó đâu. Mà tại sao Đức Thầy nó khó? Nếu chúng ta giữ được cái tu trọn lành là một vấn đề quá khó. Vì chữ lành là thiện, phải không? Chữ lành dịch ra là thiện. Mà làm lành là làm thiện. Mà làm thiện tức là tu thập thiện. Tu thập thiện nghiệp là một vấn đề vô cùng khó. Cho nên Đức Thầy khẳng định niệm Phật đến chỗ nhất tâm là khó. Giữ được cái tu trọn lành thập thiện nghiệp là một vấn đề khó. À, làm được hai điều này thì chúng ta mới được viên mãn công đức trên đường tu quý vị. Như vậy thì niệm Phật theo là dạy thầy có hai cách: niệm theo thời khắc lễ bái và niệm trong tứ quay nghi. Cũng sao muốn niệm Phật cũng được,
ngồi bán già thẳng lưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức Nhất Thập Nhất Vạn Cửu Thiên Ngũ Bá Đồng Danh Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Niệm Phật nhiều ít tùy theo sức mình. Lúc cầu nguyện về niệm Phật chỉ niệm trong tâm Nam Mô A Di Đà Phật đi đứng nằm ngồi, sáu chữ đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc, đó là niệm theo thời khắc lễ bái. Và niệm trong tứ quay nghi là đi đứng nằm ngồi quý vị. Tại sao khó? Rất khó luôn. Vì cư sĩ tại gia chúng ta phải tất bật với công việc nè. Đó, chúng ta phải bị ngoại cảnh chi phối, phải không? Phải bị áp lực công việc rất nhiều và ngoại cảnh chi phối, cho nên trong khi đi đứng nằm ngồi, xác định rằng chúng ta niệm trần nhiều hơn niệm Phật. Niệm trần nhiều hơn niệm Phật, cho nên chúng ta tu hoài mà sân si, tu hoài mà nhớ ngã, tu hoài mà đố kỵ chấp mắc là do chúng ta niệm trần nhiều hơn niệm Phật. Thấy không? Do đó mà Đức Thầy nói đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc. Giờ đây chúng ta thực hành xem. Về Đức Thầy cho biết sáu chữ hồng danh lục tự này đó là nó hàm chứa vô lượng vô biên công đức, vô lượng vô biên diệu dụng, vô lượng vô biên quang minh tướng ảo, quy lực không thể nghĩ bàn. Chỉ cần sáu chữ hồng danh lục tự này chúng ta niệm thường nhất, chúng ta làm lành và niệm thường nhất sáu chữ hồng danh lục tự, đi đến chỗ là nhất tâm bất loạn, là Đức Thầy dùng sáu chữ hồng danh lục tự khai ngộ chân tánh của chúng sinh, thấy được cái tánh của chúng ta là đắc đạo. Quý vị, như Đức Thầy cho biết đó là Nam Mô sáu chữ Di Đà từ bi tế độ, vậy mà chúng sanh xưa nay sáu chữ lạnh tâm chẳng ai chịu khó niệm sành thử coi. Trì tâm thì quá ít ơi, bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào rách tim, đem để nó vào rách tim, tức là khai ngộ chân tánh bằng sáu chữ hồng danh lục tự, rất là siêu việt ở đây. Rách tim đem để nó vào thì là mới khỏi máu đào tuôn rơi, để sau đến việc tả tơi, rồi tu sao kịp chiều mới cho thành. Ngày nay chim đã gặp cành chẳng lo đậu lại, cho rành gió mưa. Như vậy thì chúng ta niệm Phật mà còn lơ là, chưa có trì niệm, mà trì niệm chưa sâu thì làm sao đến chỗ nhất tâm bất loạn để đoạn trừ cái vọng tưởng được. Vì Đức Thầy cho biết còn phương pháp niệm Phật là diệt trừ cái vọng niệm của chúng sanh. Vì trong tâm của chúng sanh niệm niệm mê lầm chẳng dứt, vì cái vọng niệm về các việc thế trần ấy mà không cho cõi lòng an lạc, phiền não ngang che, chân tâm mờ ám, nên nay hãy thành tâm niệm Phật. Thì nếu được một niệm Phật, ắt lìa được một niệm chúng sinh, mà niệm niệm Phật thì lìa tất cả niệm chúng sanh, cho đến khi nhất tâm bất loạn chừng ấy vọng niệm chúng sanh đã dứt, thì lòng ham muốn và các tình dục còn đâu mà nảy sanh ra được. Giờ đây chúng ta thực hành thử xem. Nam Mô A Di Đà Phật, một câu Phật hiệu, niệm chúng sanh không còn. Tiếp tục Nam Mô A Di Đà Phật câu thứ hai, niệm chúng sanh không còn. Câu thứ ba chúng ta dừng không niệm là niệm chúng sanh, mà chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật trong tâm, Nam Mô A Di Đà Phật, cứ liên tục như sợ mắt xích nói liền, không có khe hở. Thì vọng niệm chúng sanh diệt 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 dần đến nhất tâm bất loạn, thì các vọng niệm đó còn, phải không? Mà đến cái lúc mà cái người mà niệm Phật được thuần nhất đi đến chỗ nhất tâm, thì người này phá luôn cái chấp niệm đó. Có nghĩa là niệm Phật đến đạt đến chỗ đỉnh điểm của nó, gọi là niệm Phật tam muội. Quý vị, niệm Phật tam muội là gì? Là không chấp ta là người niệm, không thấy pháp ta đang niệm, và Phật là vị bị niệm. Mà Đức Thầy xác định rằng nên niệm Phật là niệm cái bản lai thanh tịnh của Phật, cho lòng của mình nương theo đó mà được thanh tịnh và chẳng còn trượt nhiễm trần ai. Đó là niệm đạt cái chỗ nhất tâm mà phá luôn cái niệm chúng ta không còn chấp mình là người niệm Phật, pháp ta đang niệm và Phật là vị bị niệm. Bởi vì chánh pháp của Phật Thích Ca là vô vi thật tướng, vậy phá luôn tất cả những cái chấp đó. Ví dụ hôm nay chúng ta chấp mình niệm 1000 câu, nhưng mà cái người nào nói trái ý mình cái bắt đầu nó nổi nóng lên, thấy không? Hôm nay ta niệm 1000 câu Phật, tại sao người ta nói mình còn tu giả, tu này tu kia, nó nóng lên. Từ cái chỗ chấp niệm đó đó mà vô niệm, niệm mới chánh, mà chấp niệm niệm thành tà. Đành rằng chúng ta vẫn trì niệm mà không còn chấp niệm, cái gì vẫn trì niệm liên tục nhưng không chấp niệm nữa. Như vậy thì cái chỗ đó chúng ta niệm Phật sẽ đạt được 8 điều lợi ích. Thứ nhất là niệm Phật được gieo duyên lành, thứ hai niệm Phật trừ tà lợi ích, thứ ba niệm Phật được bình an hạnh phúc lợi ích, thứ tư là niệm Phật được thoát qua tai nạn lợi ích, thứ năm là niệm Phật được xua tan sầu khổ, thứ sáu là niệm Phật được tiêu trừ chướng nghiệp, thứ bảy niệm Phật được chuyển hóa tâm mê, thứ tám là niệm Phật được gì, giảng sanh cực lạc. Đức Thầy cho biết là niệm Phật mà gây lấy thiện duyên cho đẹp mặt tổ tiên nồi giống thờ Phật đạo, tỉnh cơn ác mộng, thoát mê đồ thường phóng quang minh. Thần Đà là một trong những vị đệ tử cuối cùng của Phật. Trong cái tiền thân của ông đó là tiều phu đốn củi bị cọp ăn thịt, ông chỉ ứng khẩu một câu Phật hiệu chưa được hoàn thiện, đó là mô Phật, Phật cứu con, trước khi ông bị cọp ăn.
Nhưng mà trải qua gần 100 kiếp ông không mất thân người và cuối cùng tu đắc đạo, đó là lợi ích của sự niệm Phật vô duyên. Niệm Phật vô duyên lần thứ hai là niệm Phật gì? Là trừ tà, Di Đà lục tự gắn ghi niệm cho tà quỷ, vậy thì gian ra. Thứ ba, niệm Phật được bình an hạnh phúc, biết không tìm kiếm ma, một câu lục tự, nhà nhà bình an. Cái thứ tư, niệm Phật là thoát qua tai nạn, lòng sáu chữ nhớ không có ngớt thì nạn tai cũng thoát như không. Hay là chữ lục tự trì tâm bất diễn thì lâm nguy có kẻ của mình. Đáng lý cái nghiệp nó hút mình đây ha, trước khi mình quy y mình sát sanh dữ lắm, cái nghiệp nó hút đây ha. Mình tránh được xe phía trước mà xe tải phía sau nè, đứt dây thắng nè. Cái anh lái xe ảnh là buồn ngủ gục nè, ảnh phải ủi mình một cái là bỏ mạng. Nhưng mà nhờ chúng ta trì niệm làm lành và ăn năn sám hối rồi trì niệm sáu chữ hành danh lục tự, có bốn thần linh hộ thể, cho nên chúng ta thoát qua tai nạn. Do đó mà cái xe tải nó không ủi mình, nó ủi vô bụi chuối, ủi vô gốc dừa, đống củi, đống gạch, nó dừng lại. Vậy em sư dạy bán khoai cho biết á, niệm Phật có bốn thần linh thường thường ủng hộ bên mình mỗi khang. Niệm Phật bệnh tật tiêu tan như xương tan nát, như hồ nước trong, rồi mình thoát nạn. Bằng không nó cán mình một cái ốc nó lòi ra một cái đấy ha, là cái dơ tiêu, phải không? Tiêu xương mạng liền. Đó niệm Phật thoát qua tai nạn. Cái thứ năm, niệm Phật đó là xua tan sầu khổ, tất cả những sự muộn phiền sầu khổ trên thế gian chúng ta buông bỏ hết, không chấp, và chỉ nhớ câu Phật hiệu là tất cả những sự đau khổ phiền muộn phiền não không còn. Đó Đức Thầy cho biết là niệm chữ A Di dẹp lòng sầu, ráng trì kinh kệ hoặc mau lâu, cũng có ngày kia ta giải thoát. Giải thoát thì ta rõ đạo màu. Và cái thứ sáu đó là niệm Phật tiêu trừ chướng nghiệp, nghiệp chướng sâu dày từ vô thủy kiếp ngăn trở cái đường giải thoát của chúng ta. Hôm nay chúng ta niệm Phật thành tâm niệm riết rồi nghiệp chướng nó tan dần rồi cuối cùng là tiêu mất, không còn ngăn trở cái đường giải thoát chúng ta. Nên Đức Thầy cho biết đó, niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, hiện từ thầy rước lại non bồng. Cái thứ bảy là niệm Phật được chuyển hóa cái tâm mê si. Muốn niệm Phật chẳng cần sớm tối, ghi vào lòng sáu chữ Di Đà thì hiền luôn quên mất điều tà, đặng hạnh phúc nhờ lòng cố gắng. Và cuối cùng, hành giả vừa lòng lành mà niệm Phật đó thì chắc chắn sẽ được giảng sanh cực lạc theo cái bổ nguyện của mỗi người. Chúng ta có tin sâu nè, có nguyện thiết và hành y thì chắc chắn được giảng sanh cực lạc, hưởng quả bất thối chuyển, tương lai thành Phật, chấm dứt tất cả các sự khổ. Nên Đức Thầy căn dặn tất cả chúng ta phải nhớ kỹ. Đó là ở ruộng đồng cũng niệm vậy mà, Phật chẳng chấp chẳng ngày thời khắc. Hay là ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu, nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp. Đức Thầy cho biết đó là cuối cùng hành giả sẽ được như ý nguyện, đó là giảng sanh cực lạc. Cầu cho già trẻ gái trai rủ nhau niệm Phật liên đài ác lên. Đó là lợi ích. Nhưng mà Đức Thầy nói đó nghe, muốn niệm Phật giảng sanh cực lạc thì phải có điều kiện sau đây, đó là làm lành. Vậy nếu chúng ta niệm Phật mà không làm lành, đó là niệm Phật suông, niệm trụ tướng, cái niệm đó không kết quả. Phải không vậy? Vậy làm lành là gì? Làm lành là tu theo hạnh Phật. Mà tu theo hạnh Phật gì? Phật làm toàn các việc lành, không có làm một việc ác nữa. Đó là hạnh Phật. Mà chúng ta niệm Phật mà làm không làm lành thì gì? Thì không đúng hạnh Phật, thì tu không thành Phật. Do đó Đức Thầy nói niệm Phật thì phải lòng lành, bá gia phải ráng, biết rành đường tu. Còn ngược lại, Nam Mô Mô Phật Từ Bi, miệng thì niệm Phật, lòng thì tà gian là tu sai đường, không đắc. Cho nên chúng ta Nam Mô miệng niệm lòng lành, bá gia phải ráng, biết rành đường tu, lành là thiện. Như vậy tu thập thiện nè, tu thập thiện để được mấy mong về cõi Phật. Vậy thì ba ác của thân chúng ta phải chuyển thành tịnh nghiệp, bốn ác của khẩu trở thành chánh ngữ, ba ác của ý tham sân si trở thành giới định huệ. Như vậy thì thân của chúng ta sát sanh, muốn đoạn trừ sát sanh thì hành giả phải làm gì? Phải ăn chay trì, phải không? Dần lên tiến lên là trường chay giới sát. Mà trường chay giới sát cũng còn chưa hết nghĩa, hành giả phải đoạn trừ luôn cái tâm sát hại. Thí dụ như hôm nay mình trong đời này mình ghét ai đó nhất xứ ở trên đời, mình trông mong cho nó bị tai nạn hen, cho bệnh hoạn hen, cho xe cán nó cho chết phất mắt tôi rồi, cho nó chết phất mắt. Bây giờ cái nhóm này tối ngày nó môi móc mình hoài, nó nói mình rất là ghét. Tức là cái lòng chúng ta miệng không nói, nhưng lòng mong cho nó bị tai nạn bệnh hoạn, cho nó chết cho rồi. Đó là tâm sát quý vị. Hành giả chẳng những trường chay giới sát mà phải đoạn trừ luôn cái tâm sát thì mới giữ đúng cái giới sát sanh, đúng theo giới Đức của Như Lai. Vậy Đức Thầy cho biết á, chữ Nam Mô trì giá giữ chay, chay được tánh, chay tâm mới quý. Đó là giới sát. Thứ hai là đạo tặc,
muốn đoạn trừ đạo tặc thì gì? Phải làm việc nghĩa giúp đời, mà chúng ta phải làm bằng thiệt tâm, chứ không phải làm có thời gian có danh tiếng cái người ta gửi tiền làm từ thiện cái chạnh khúc ăn em. Đó là tu tiền mà đức thầy dạy chúng ta tích đức chờ ta trốn hẹn hò. Căn cứ trên thánh lượng giáo của thầy thì chúng ta tự biết bản thân mình tu chánh hay tu tà, tu tiền hay tu đức, khỏi cần ai phải nói vậy. Đó là chúng ta đoạn trừ được đạo tặc. Thứ ba là tà dâm. Tà dâm là chúng ta phải làm chủ thân tâm, đừng để dục tình lôi cuốn. Bắt chước gương xưa trao dồi lòng hiếu trung trinh tiết. Chẳng những thế, chúng ta không quan hệ bất chánh với vợ chồng kẻ khác, không phải là vợ chồng chánh thức, được pháp luật và cha mẹ công nhận, mà hành giả phải đoạn trừ luôn sự dâm dục ham muốn ở bên trong ý thức của chúng ta. Đoạn trừ sự dâm dục ham muốn từ bên trong ý thức của chúng ta thì mới đoạn trừ tận gốc cái ác tà dâm được. Vì trong kinh Phật có câu rằng dâm tâm bất khả trừ, trần gian bất khả xuất. Đó là chúng ta đoạn trừ ba ác của thân, tu tịnh thân nghiệp. Tiếp theo là tu tịnh khẩu nghiệp. Cái miệng của chúng ta có chút xíu mà, người nào mà rộng lắm không tới tắt, thấy không, 7-8 thân là ngữ lắm cái miệng rộng rồi. Nhưng mà đức thầy nói đó, cái miệng của chúng ta có nhỏ xíu vậy đó mà nó phạm tới bốn ác, cho nên khẩu nghiệp đó nè. Vì hàng ngày chúng ta đối với nhau bằng ngôn ngữ, tiếp xúc với nhau bằng phương diện ngôn ngữ, cho nên chúng ta không cẩn ngôn cẩn hạnh thì dễ phạm vào khẩu nghiệp lắm. Khẩu nghiệp thì nó sanh bốn ác là lưỡng thiệt ỷ ngôn ác khẩu vọng ngữ. Vậy hôm nay chúng ta tu đó, chúng ta có lưỡng thiệt không? Cái người đồng đạo học với chúng ta, người này xấu người kia xấu, nhóm kia tà nhóm kia chắc. Như vậy thì chúng ta học lại cái người thứ ba thứ tư là nhất định sẽ có chuyện xảy ra. Chúng ta không nói lại người thứ ba, mà chúng ta khuyên cái người đồng đạo thường hay đến với mình nói xấu người khác đó, thôi đức thầy dạy chúng ta đó, chuyện người chớ móc chớ moi, hãy treo lương thiện mà soi lấy mình. Hay là ai ai cũng ráng xét mình, nếu còn tánh xấu thì sinh ra ngoài đoán trừ lưỡng thiệt mà lại có lợi ích rất nhiều, phải không vậy? Cái người đó đến với mình không bao giờ nói xấu người khác nữa. Đó đã kết quả rồi. Ý ngôn, mình có ý ngôn quá vậy? Có nghe, đừng có chối nghe. Có chối đâu, bây giờ có nè. Ý ngôn thì quý vị, ý mình có bằng là tu trước người ta, cái thấy cái người ta dẫn đoàn đi núi đó, thì mấy cái là đồng đạo này thì mới tu thôi, nhưng mà dẫn đoàn đi núi mà nói pháp của Phật không à, của thầy không à, nói đúng à. Nhưng mà mình bản ngã nói vậy nè, ý mình là tu trước rồi là thâm sâu giáo lý thầy, cho nên tao nè nghe, đạo gốc nè, thâm thạo giáo lý thầy hết trơn nè, ở gốc tại Hòa Hảo nè. Còn mấy đứa bay, con nít con nôi, mới ăn ba hột tương mấy keo trao bày đặt nói pháp nữa. Vậy đó, vậy đó là ỷ đó, ỷ ngôn, thấy không? Đó rồi nghe cái mình đọc giảng hay đó, cái người đọc giảng dở con cũng chê người ta nữa, đó là ỷ ngôn. Cái câu chuyện trong là kinh là kinh Báo Âm có chép cái câu chuyện này, cái ỷ ngôn đó quý vị. Đức thầy cho nói đó là lắc léo chi có ba tắc lưỡi: quan ỷ khôn, mạt sát, dân ngu nghèo, ỷ lanh láo sượt lu bù, ôi thế thế lòng đau tự cắt. Ba tắc lưỡi là gì? Ba tắc lưỡi là một thành ngữ để chỉ cho hiệu lực của lời nói, tuy thấy thông thường song kết quả vô cùng nghiêm trọng. Vì trong ba kinh Báo Ân có chép là một câu chuyện, vào thời quá khứ lúc Phật Ca Diếp ra đời, có một sa di trẻ tuổi nọ, ỷ mình có giọng thanh thao, nghe vị một vị tỳ kheo già tụng kinh tiếng ồ ề. Sa di chê: người gì đâu mà tụng kinh tiếng ồ ề, nghe như tiếng chó sủa. Sở dĩ vị sư già này đã tu hành chứng quả A-la-hán, biết được quả báo của sa di rất nặng, nên kêu sa di lại mà nói: ngươi cười chê như vậy không hề gì đến ta, nhưng ngươi đã phạm vào tội ý ngôn, rồi đây sau khi chết ngươi sẽ bị đọa vào trong địa ngục và phải làm thân chó rất lâu đời. Sa di nghe vậy vô cùng sợ hãi, liệm cầu sám hối. Vị sư già cũng quan hỷ cầu sám hối tiếp. Kết quả là sa di trẻ tuổi không rơi vào địa ngục, nhưng phải đầu thai làm chó đến 500 kiếp mới có lại được thân người. Chỉ một câu ỷ ngôn. Cho nên đức thầy dạy chúng ta tu là phải đoạn trừ ỷ ngôn. Đó, văn ngôn chánh phước lai quả khứ, văn ngôn tà phước khứ quả lai. Văn ngôn chánh á thì phước đến quả đi, mà văn ngôn tà thì phước đi quả đến, chắc chắn là như vậy. Cho nên chúng ta chỉ cần tu cái khẩu thôi, con tịnh khẩu thôi cũng được phước đức rất nhiều, và thậm chí là dư phước nữa vậy. Lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch khi thốt ra đoan chánh hiện từ, tích thiện thì thường có phước dư, bằng tích ác quả ương đeo đóng. Rồi tới ác khẩu, mình tu mà mình còn ác khẩu đây là cái tội rất là nặng, và chắc chắn tu không thành đạo.
Vậy ác khẩu là gì? Là tiếng tục tằn, là độc ác chửi rủa thần thánh. Như vậy là con chửi mẹ mắng cha không kể lương thường thấu hiếu mạnh bạo ham me đánh giết những kẻ yếu hèn. Chẳng những mà kêu á là chửi mắng những người mà mình hâm he đánh giết những kẻ yếu hèn mà hỗn hào với cha mẹ, bất hiếu cha mẹ, bất kính cha mẹ, mà còn kêu thần thánh ở các cõi long cung thủy tộc gì cũng kêu lên để mà sai khiến và trù rủa. Đất thầy cấm, thánh thần không phải thiếu tiền, mà kêu mà réo xuống trần mà sai rất là nặng, tội rất là nặng. Cho nên Đức Phật bảo rằng trong kinh Pháp Hoa Phật bảo đó, như ai phạm ác khẩu mắng nhiếc phỉ báng người bị tội báo rất lớn. Và trong kinh Pháp Cú Đức Phật cho biết luận kẻ ở đời như búa trong miệng, sợ dễ chém mình là do lời nói ác. Hôm nay chúng ta có ác khẩu không có gì? Đàn ông thì chửi thề, đàn bà thì trù rủa, giận vợ thì kêu vợ bằng mẹ, giận chồng kêu chồng bằng cha, giận con cháu thì kêu con cháu bằng ông bà nội. Ông bà nội ơi về đây cho con lì nghe, lần này con đập cho ông bà nội một trận què hoặc cho chết cho vừa cái bụng con bà nội lì lợm ha. À, như vậy thì chúng ta thấy tội không? Tội lúc đầu, thấy không? Tội lúc đầu, cho nên cái khẩu chúng ta nặng lắm. Cho nên thầy cấm chúng ta không được ác khẩu. Rồi giọng ngữ nói láo, nói dốc, nói láo, quyển hoặc thêm thừa. Có nói không, không nó có. Mà đặc biệt đó, đức thầy nó ghét người thời kiếm chuyện và thiêu, thương diện lẻ thấp cao bào chữa. Cho nên á, nhân gian có câu gần đó là thương nhau trái ấu cũng tròn, ghét nhau trái bồ hòn tròn do nó cũng méo. Ghét ai đó nghe, cái người đó tốt đến mấy thì mình cũng nói xấu, mà thương ai cái người đó xấu đến mấy mình cũng tìm cách bào chữa để che đậy. Mà thương người nào đó quý vị, thậm chí là thấy cái bước đi người đó mình cũng thương, thấy cái bụi chuối sau hè gió thổi mình cũng thương luôn cây chuối, thấy cây cốc mình cũng thương cây cốc của nhà người đó. Mà ghét một cái rồi đó hen, thương nhau thương cả lối đi, ghét nhau đó hết tông kia họ hàng. Cho nên á, cái giọng ngữ này nó độc lắm, cái bản ngã đó nó nói là không có đúng sự thật. Cho nên cái ác giọng ngữ này đó, Đức Phật cho biết kẻ phạm tội giọng ngữ đó thì phải thường bị 10 cái quả báo như sau. Một là miệng thường có mùi hôi, hai là các thiên thần đều xa lánh, ba là người không tin dùng, bốn là người bàn việc thường chẳng cho tham dự, năm là hay bị người phỉ báng, sáu là người chẳng kính gì, bảy là thường đa mang rầu buồn, tám là gây lấy nghiệp nhân bị chế nhạo, chín là chết đọa địa ngục, mười nếu được sanh làm người thì thường bị chê cười. Cái lời nói lóc nói láo của chúng ta tội rất là tội. Vì hôm nay thí dụ chúng ta đi đám giỗ bên kia, đồng đạo bên đây mời, sợ đồng đạo buồn, nói tôi bệnh muốn chết rồi, tôi không có đi nổi, cho nên không thôi tôi đi nhà đồng đạo rồi. Mà thật sự đi bên kia mà mình đáng mạnh như vậy mà sao ước mình bệnh ha, chứ thần quả là bệnh thiệt quý vị. Cho nên chúng ta có nói có, không nói không, cúng lại ngày hai thời còn chảy lên chảy xuống, mà đi đâu cũng khoe tôi cúng 3-4 thời, còn 8 điều găm cấm tôi giữ không sót điều nào chứ. Mà đi đám cứ đám dỗ thì uống rượu say lên say xuống, mà nói tôi giữ giới cấm dữ lắm, hay không? Tôi ha, nhất phát ha, cái xe của tôi là không bao giờ chở phụ nữ, không bao giờ có. Tôi là độc thân mà tôi không bao giờ chở phụ nữ. Nhưng mà ngày nào đó người ta thấy mình chở phụ nữ thì sao, hay không? Mà chẳng những chở mà còn ôm eo cứng ngắc nữa thì sao? Đó, mình nói sao? Mình nói dốc, nói láo, nó không đúng sự thật đó. Vậy thì sao? Có uy tín đâu có gì đó. Chi bằng ta bỏ lối chớ trêu, nói với ai cũng phải lựa điều, đừng cháo chát cho người khinh dễ. Giới thì phạm tùm lum, mà nói là tôi giữ giới là bằng kỹ lắm, nó dốc vậy đó, dốc nó láo đủ thứ hết trơn. Còn cái gì mà tôi bố thí đó nghe, cũng không thua cấp cô độc ngày xưa đâu, tại gần kho đạn cho nó nổ. Chứ thật sự cái người mà bố thí, mà cái hạnh bố thí xả thân là cái hạnh người đó là rất là khiêm tốn và điềm tĩnh vô cùng, người ta không khoe. Mà những cái người khoe mình tu giỏi bố thí như cấp cô độc là mấy người đó là nói dốc đâu có thiệt đâu, ghét những kẻ tu hành bốc xước, miệng kêu gào chuyện phước bề ngoài, bước vào chùa thấy Phật lại dài lui khỏi cửa ra tay cấu xé đó, dạng đó là nó dốc thôi đó. Cho nên đức thầy nó nói dốc nói láo cái miệng của mình là tội dữ lắm. Do đó mà nếu nói dốc nói láo mỗi một lần mình chết đó gì, quỷ sứ cắt lử, quỷ sứ cắt lử với tội bị quỷ sứ cắt lử. Trong 32 tướng hảo của Như Lai đó là có một cái tướng lưỡi rộng dài dài, gọi là tướng hảo, gọi là quảng trường thiệt tướng, chữ quảng là rộng, trường là dài, thiệt là lưỡi. Khi Phật thè lưỡi ra thì lưỡi của Phật chiều rộng đó là trùm khắp khuôn mặt, chiều dài lên tới đỉnh đầu. Tại sao Đức Phật lại có tướng hảo như thế? Vì chư Phật ba đời không nói dối. Còn cái lưỡi chúng ta le thử coi, tới chóp mũi à, các chiều rộng không có, chiều dài cũng không. Vì chúng ta nhiều đời nhiều kiếp nói dối quá nhiều, cho nên mỗi lần nói dối sau khi chết quỷ sứ nó kéo ra nó cắt.
nó cắt khúc chiều dài, chiều ngang cắt nữa, cho nên cái lưỡi chúng ta nó cột vậy. Chúng ta thấy quả báo của khẩu nghiệp đó là có người đầu thai lên đã là câm bẩm sinh, ngọng, đất. Đó là quả báo khẩu nghiệp, chính xác là vậy đó. Cho nên hôm nay chúng ta phải học theo cách nói chân thật là lời nói chánh ngữ của Như Lai. Nói vậy, Như Lai thị chân ngữ giả, bất dị ngữ giả, nghĩa là lời nói của Như Lai là lời nói chân thật, lời nói như một, không nói dối, không nói khác. Câu chánh ngữ lòng son ghi tạc, tiếng luận bàn ngay ngắn tỏ tường, nói những điều đức hạnh hiền lương, chớ thêm bớt mà mang tội lỗi. Đó là chúng ta tu tịnh được khẩu nghiệp. Tiếp theo chúng ta tu tịnh ý nghiệp. Muốn trừ tham phải liệu cách nào? Phải bố thí diệt lòng ích kỷ, bắt cầu bồi lộ các nhà tình thương, xe đưa rước bệnh nhân nghèo, nấu cơm cháo từ thiện miễn phí. Người ta không có áo cho áo, không có nhà thì cách nhà mới cho, phải không? Nhà hư thì cách nhà mới, đường hư sửa đường mới, cầu hư sửa cầu mới. Xe từ thiện cấp cứu bệnh nhân nghèo miễn phí, hư chúng ta cho xe mới. Ở vậy rồi vô bệnh viện đó, không có tiền nhập viện cho tiền nhập viện, không có máu hiến máu cho luôn. Rồi bác sĩ chạy bệnh nặng quá trở về chết, cho không có tiền mua hòm, cho hòm từ thiện. Mà hòm từ thiện của Phật giáo Bảo bây giờ nó rẹp hết biết luôn. Tại sao vậy? Ngày trước quý chú đó là chưa có cải cách, cho nên là chỉ có một cỡ hòm mà thôi. Hòm bây giờ có 2-3 cỡ, hồi trước có 1 cỡ 2 cỡ. Cho nên những cái người mà mập quá, tức là những cái người béo phì đó, hơn 100 kg đó là không có vừa. Bây giờ có luôn cỡ hòm của Phật giáo Bảo. Mà hòm của Phật giáo Bảo hồi trước đơn sơ lắm, bây giờ nè gắn bông, gắn hoa, gắn mấy cái mà chớp chớp bên ngoài đấy, gắn cái hàng mà bán ở chạy hộp rất là đẹp. Cho nên ai muốn chết mà liếc cái hòm hòa hảo không bao giờ chê, bây giờ nó đẹp quá. Mà muốn chết á phải tu vậy, phải ráng tu đặng mà chết, chứ đừng đợi chết đến mà chẳng có tu. Thôi bây giờ cho nên đức thầy nói đó là hôm nay chúng ta ráng tu đó nghe, phải ráng nói chánh ngữ, rồi phải là ráng tu tịnh thân nghiệp khẩu nghiệp ý nghiệp của chúng ta thì chúng ta tu mới đạt kết quả. Hôm nay đức thầy xác định là thế gian ít kẻ làm hiền, nhiều người tàn bạo làm phiền quá công thế gian, chuyện có nói không, đến hội mây rồng thân chẳng toàn thay, việc đời đến lúc cắn gai mà cũng tối ngày, nói xéo nói xiên dương trần tội ác liên miên, sao xuống quỳnh tiền địa ngục khó ra, điên này nói việc gần xa đặng cho lê thứ biết mà lo tu, tu cho qua cửa diêm phù khỏi xa địa ngục ngao du thiên đàng. Tiền người ta gửi mình bố thí từ thiện 1 tỷ, chúng ta phải đưa ra hết 1 tỷ. Chứ không có nói người ta đưa có 500 mà chẳng lại 500, đó là nói dối, phải không? Chúng ta phải là làm hết các việc từ thiện, tránh tất cả đều độc ác, quyết rửa tấm lòng cho trong sạch. Hôm nay người ta không có hòm nha, phải cho hòm. Mà cho hòm thì quý chú là đặc biệt đó, là nếu như mà cái người không vừa đó cho đổi luôn, tức là cái hòm này không vừa cho đổi cái hòm bự hơn. Ở bên ban đại diện tỉnh Kiên Giang chúng tôi có một vụ, cái cô này hơn 100 kg ở vườn Vĩnh Lạc á là chết, rồi anh sửa ở ban đại diện tỉnh chở cái hòm đi cho. Bác năm nay người ta điện, ta nói cô này lớn con lắm, mày lựa cái hòm bự ngay sửa. Anh sửa nói con lựa cái hòm bự nhất mấy năm, đem chở đến đó liệm không vừa. Cô này quá bự cho nên là phải nhét cái xác co cúng lại, người ta không chịu bóc cái xác ra. Ảnh chở cái hòm lòng còng về, bác năm nói tại sao mày không cho hòm đi, mày đem về chi. Anh sửa nói cô này quá bự, bác năm không vừa, mày qua bên chạy hòm của là Tứ Hữu là mày lấy cái hòm xịn cho, cái hòm này xịn, đem qua bên đó nó rộng rinh luôn, hơn 100 kg mà cái hòm này là nó rộng luôn. Cho nên bà vô đó bà nằm bà đinh thinh, tại nó rộng thoải mái quá, rồi đem liệm chôn luôn. Cái vậy nó quá yên rồi, cái hòm quà hảo quá xịn. Bây giờ rồi quý chú đó, cái trí tuệ sáng suốt phát minh cái gì, giải liệm đèn cày cho hết trơn luôn, mà cầu 7 cái thách, cầu 7 cái thách đó là Phật giáo Bảo chuồng trai giới sát thành tâm cầu đạt hiệu quả. Còn thầy cấm không cho rước thầy đám, cái gì mấy em thầy đám này không có trai giới gì trơn á. Đây là cái dạng thầy đám là tụng mướn lấy tiền thôi. Mà thầy đám phân tích cho rõ, thầy đám là mấy cái ông thầy này không có trai giới, không có thọ tâm quy trì ngũ giới, không phải là thầy chùa nha. Thầy chùa là các sư có trai giới, có thọ tâm quy trì ngũ giới là tu chân chánh, là chùa, thầy chùa. Còn thầy đám là không phải thầy chùa, cho nên phân tích rõ để thôi. Tôi nói vuông tiều, nói thầy đám là ý muốn nói xéo xuyên mấy nhà sư là không có đúng nha. Tôi nói thầy đám cho nên là thầy đám cầu không có linh. Thầy đám cầu á, thầy nó cầu chừng nào tội chừng đấy. Lũ thầy đám hay bài trò khỉ, mượn kinh luân tụng mướn lấy tiền, chốn diêm đình ghi tội liên miên, mà chắc tăng chúng nào đâu có rõ. Theo thần tú tạo nhiều chú mỏ, từ xưa nay có mấy ai thành Phật từ bi, độ tử độ sanh là độ kẻ hiền lương nhân ái. Chúng ta bố thí như vậy mà thậm chí đó
Khi chúng ta mới ban đầu bố thí quý vị, ai cũng còn dính mắt chủ tướng trăng, ai cũng ham cầu phước báo trăng, cũng được tiếng mong được tiếng khen. Tuy nhiên sau khi chúng ta thâm hiểu giáo lý Đức Thầy sâu hơn, nhiều hơn nữa, thì lúc bấy giờ chúng ta tu thực hiện cái hạnh buông xả luôn. Có nghĩa là gì? Vượt lên cái ngã chấp tầm thường đó mà chúng ta bố thí. Bố thí bất cầu danh, thi ân bất cầu báo, mà nhà Phật gọi là bố thí bất trụ tướng. Không thấy người nhận thí, không thấy ta là kẻ thí, không thấy người nhận thí và pháp ta đang thí, gọi là bố thí ba la mật đa. Thực hiện cái hạnh bố thí này xả luôn, có nghĩa không chấp không cầu nữa, thì lúc bây giờ cái tâm thanh tịnh và phát sinh trí huệ. Cho nên cái phương pháp bố thí này nhà Phật gọi là bố thí bất trụ tướng, sẽ được phước đức vô lượng. Bất trụ tướng bố thí kỳ phước đức bất khả tư nghị. Người bố thí không trụ vào tướng thì sẽ được phước đức vô lượng, không thể so sánh nghĩ lượng được. Nên Đức Thầy đã xác định rằng của dư cho mượn mới là hảo tâm bố thí, ngọc to được lên. Đó là thực hiện hạnh bố thí. Vậy là tu là chắc đạo. Và khi chúng ta đoạn trừ tất cả các sự ác thì sao? Tội tiêu phước hưởng trường tồn, không còn mắc nẻo, dạy khôn luân hồi. Tiếp theo là trừ cái tánh nóng giận. Thì Đức Thầy dạy chúng ta phải nhẫn. Phải nhẫn cái gì? Nhẫn là gì? Nhẫn nhục là gì? Nhẫn là nhịn chịu, dằn lòng xuống để kẻ khác hơn mình. Nhục là xấu xa hàng kép. Ghép đủ hai từ nhẫn nhục lại là chúng ta nhịn chịu được tất cả những sự xấu xa hèn kém của kẻ khác đổ trút quan cho mình, mà chúng ta không sanh lòng oán hận, lại khởi lòng khoan dung, từ bi thương xót và tha thứ cho họ. Bởi vì nhẫn nhục là một trong sáu pháp ba la mật của chư Bồ Tát thường hành. Nó gồm có sanh nhẫn, pháp nhẫn và vô sanh pháp nhẫn. Phú Lô Na là một trong những cao đồ của Phật, được Ngài khen ngợi và liệt vào hàng đệ nhất thiết pháp. Phú Lô Na, lúc bây giờ Phật Quán Nhân Viên biết được Phú Lô Na có đủ nhân viên sang nước Rô Na Ba Răng Ta để giáo hóa chúng sinh. Nhưng trước khi đi, Phật kêu Phú Lô Na lại mà nói: này Phú Lô Na, ta biết được Kê Qua Đà người Bà La Môn giáo rất là ác độc, ta sợ ông sang đó không đủ sức để chịu đựng. Phú Lô Na thưa: bạch Thế Tôn, con sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ mà Thế Tôn giao phó. Lúc bấy giờ Phật hỏi: Phú Lô Na, nếu ông sang đó truyền đạo mà chúng không nghe, lại lấy đá ném gậy đập thì ông tính sao? Phú Lô Na thưa: bạch Thế Tôn, nếu chúng lấy đá ném gậy đập thì con nghĩ rằng chúng rất nhân từ, vì chỉ lấy đá ném gậy đập mà không có chấn nước con. Phật mới nâng lên một cấp nữa. Phật nói: nếu chúng chấn nước ông thì sao? Phú Lô Na thưa: bạch Thế Tôn, nếu chúng chấn nước con thì con nghĩ rằng chúng vẫn còn hiền lành, vì chỉ chấn nước thôi mà chưa bắt trói con vào ngục để ngăn quãng đường truyền bá chánh pháp của con ạ. Phật mới hỏi Phú Lô Na nâng lên một cấp nữa: nếu chúng bắt trói ông vào ngục, ngăn quãng đường truyền bá chánh pháp thì ông tính sao Phú Lô Na? Phú Lô Na thưa: bạch Thế Tôn, nếu chúng bắt trói con vào ngục, ngăn quãng đường truyền bá chánh pháp thì con nghĩ rằng chúng rất là tử tế, vì đã tạo cho con có thời gian tịnh dưỡng để nung luyện ý chí, chứ chúng chưa có chém con. Phật mới nâng lên một cấp nữa. Phật nói: nếu chúng dùng gươm chém ông thì ông tính sao Phú Lô Na? Phú Lô Na thưa: bạch Thế Tôn, nếu chúng dùng gươm chém con thì con nghĩ rằng chúng vẫn còn tốt lòng, vì chỉ có chém thôi mà chưa có giết chết. Phật mới nâng lên đến cái đỉnh đạt được vô sanh nhẫn, đó thành quả. Thì Phật mới nói đó là: nếu chúng dùng gươm giết chết ông luôn thì ông tính sao Phú Lô Na? Phú Lô Na thưa: bạch Thế Tôn, nếu chúng dùng gươm giết chết con thì con nghĩ rằng chúng đã khởi tâm từ bi, đã giải thoát cho thân xác khổ đau này và giúp con chóng thành quả vị Bồ Đề vô thượng giác. Lúc bây giờ Phật khen: Hay Phú Lô Na, ông đã thành tựu được ý chí mạnh mẽ, ông đã dám hy sinh cả thân mạng của mình để phục vụ cho chân lý. Ông xứng đáng là một đệ tử trung kiên của ta, đáng thay ta sang nước Rona để quảng truyền chánh pháp, đưa tất cả chúng sanh trở về con đường đầy tươi sáng, an lạc và giải thoát. Nhắc lại cái hạnh của các vị đệ tử Phật khi xưa, để chúng ta thấy cái hạnh nhẫn của các vị ấy rất là mạnh mẽ. Cho nên trong quá trình tu, chỉ có tiến chứ không lùi, chỉ có thành công không thất bại. Còn hạnh nhẫn của chúng ta quá yếu ớt, dở quá, cho nên chúng ta tu mà lùi nhiều hơn tiến, thất bại nhiều hơn thành công. Bây giờ chúng ta phải ráng bắt chước làm theo Phật Thánh, tức là chúng ta phải thực hiện theo cái hạnh nhẫn của tôn giả Phú Lô Na thử xem đắc đạo hết trơn, phải không? À, như vậy thì chúng ta thấy Đức Thầy dạy chúng ta nè, để được cái
cái người tu đó để không bị công đức chúng ta không bị cái tánh nóng giận thiêu đốt đó, thì Ngài dạy chúng ta phải thực hiện nhẫn để đoạn trừ cái tánh nóng giận. Nhẫn năng xử thế thị nhân hiền, nhẫn giác kỳ tâm thận thủ tiên, nhẫn giả hương lân hòa ý hỷ, nhẫn hòa phu phụ thuận tình duyên, nhẫn tâm nhật nhật thường an lạc, nhẫn tánh niên niên đắc bảo triền, nhẫn đức bình an tiêu dạng sự, nhẫn thành phú quý vĩnh niên niên. Chúng ta tu mà chúng ta chưa hiền thì chưa gọi là tu cái gì. Tu là tu Phật tu tiên, tu cho rõ biết chữ hiền ra sao, đó là chúng ta thực hiện xong hạnh nhẫn là đón trở được được cái tánh nóng giận. Tiếp theo là chúng ta phá mê si để vượt dòng sanh tử. Vậy thì mê si là gì? Đức Phật cho biết đó, đêm sẽ rất dài đối với những người mất ngủ, đường sẽ rất xa đối với những kẻ lữ hành mỏi mệt, và cũng như thế đó, con đường luân hồi sẽ mãi mãi tiếp nối đối với những kẻ mê si. Mà muốn đoạn trừ mê si thì Đức Thầy dạy chúng ta phải trì giới, có nghĩa là ác thứ 10 đoạn chót mê si nguyên tâm tối từ hồi vô thủy, màn vô minh che mờ căn trí nên thường khi nhận ngụy làm chân, lo quyển thân vật chất kém hơn chẳng tìm biết tinh thần đạo đức, dệt lưới nghi đeo điều phiền phức bệnh rịnh đời cực khổ tan thương, khi nói làm ít chịu si lượng mãi phạm tội nên rằng nghiệp ác. Lúc Đức Thầy còn ở tại tổ đình đó, thì lúc bấy giờ đó ông Đặng Thành Tụ đến hỏi Đức Thầy: bạch thầy, muốn trừ tham thì con bố thí vật nhất định là không tham một vật nhỏ vật lớn trên thế gian là con hết tham. Muốn trừ sanh thì con thực hiện hạnh nhẫn nhục theo lời thầy dạy, và đặc biệt là đối trước bao cảnh cháy lịch lòng con quyết không hờn giận là trừ được sanh. Còn cái si này đó thầy, con không biết làm sao mà trừ, có nghĩa ông Đặng Thành Tụ không biết cái si là gì hết trơn. Cho nên Đức Thầy mới trả lời với ông Đặng Thành Tụ đó: muốn diệt mê si tâm mình phải giác. Ngày nay trong sấm giảng Đức Thầy ghi rõ lắm: diệt mê si bảy nương thuyền giác, muôn việc làm chính trực khôn ngoan, đừng bà đâu tin bướng nghe càng, làm ngu muội đọa ta cũng kiếp. Như vậy thì muốn diệt mê si thì phải nương thuyền giác, tức là nương theo tinh thần giác ngộ, tập tu trí huệ. Mà giáo lý Đức Thầy là gì? Là tượng trưng cho ngọn đuốc từ bi chí thiện, tượng trưng cho ánh quang minh soi rọi lòng mê si tâm tối chúng sanh, trở thành sáng tỏ. Giáo pháp là phương thuốc thần dược đoạn trừ tất cả các chứng bệnh, thách tình lục dục chúng sinh. Đây là phương thuốc thần dược để chữa lành tất cả những bệnh phiền não của chúng sinh. Cho nên nương thiện giác là nương theo giáo pháp của Đức Phật Đức Thầy mà học, mà hiểu, mà hành để được mở khai trí huệ đoạn diệt mê si. À, như vậy thì trong giáo pháp nhà Phật đó thì có tất 8 vạn 4 ngàn pháp, tuy nhiên tất cả đều phải dựa trên nền tảng cơ bản của giới luật mới được thành tựu. Mà người nào muốn tu được phát khai trí huệ đó, để phá mê si đó, thì chúng ta phải tu theo các pháp như sau. Đó là văn tư tu, nhà Phật gọi là tam huệ học, giới định huệ gọi là tam vô lậu học, điêu luyện khối tinh thần cho mạnh mẽ. Đây là một trong 3 chí đức mà thế gian thường ca ngợi Đức Phật Thích Ca khi xưa: đại hùng, đại lực, đại từ bi, là trong cái chỗ mà điêu luyện khối tinh thần mà Đức Thầy chỉ dạy. Rồi hành bát chánh đạo, và đồng thời nhất tâm niệm Phật. Tất cả các pháp ở trước đều gọi là gì? Văn tư tu, giới định huệ là thiền, hành bát chánh đạo là thiền, điêu luyện khối tinh thần là thiền, và nhất tâm niệm Phật là gì? Là tịnh. Tuy nói tịnh nhưng trong tịnh có thiền, phải có tự lực thì tu tịnh độ cầu tha lực mới đạt kết quả. Như vậy thì văn tư tu là gì? Là văn huệ, tư huệ, tu huệ. Văn huệ là hành giả nghe thấy học đọc từ kinh văn giáo điển của Đức Phật Đức Thầy mà được mở mang trí huệ, khả trí tâm học hành kinh sám thoát nơi miền hắc ám phong ba. Thí dụ Đức Thầy dạy lúc rảnh việc nên thường coi kệ giảng mà giữ gìn phong quá nước nhà, giữ những tục lệ chơn chánh, bỏ tất cả những sự dị đoan mê tín thái quá mà làm cho đạo đức suy đồi. Vậy hàng ngày chúng ta có xem sám giảng không? Chúng ta có làm ý không? Hay là coi cả lương, có bóng đá, có viên tàu, có ca nhạc, có viên tình cảm? Như vậy thì những này làm gì? Mờ đục trí huệ của chúng ta. Đồng ý rằng đồng đạo chúng ta ai cũng có tivi, nhưng chúng ta tiết chế chỉ xem những phần gì? Tin tức thời sự có bổ ích thôi. Còn những cái kia cắt 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 bỏ. Còn điện thoại chúng ta những cái chương trình, à nó xuống những cái chương trình đồ trị cắt hết, chỉ chữa gì số điện thoại giữa ban trị sự, tin nhắn đầu này nọ để đi làm đạo thôi. Còn những cái gì mà nó làm cho trí óc chúng ta bị mờ đục cắt hết. Đó là gì? Là văn huệ. À, sau khi xem văn huệ thì chúng ta mở trí. Đó, Đức Thầy nói coi rồi phải nhận cho hiểu lý. Đây là tìm hiểu à, phải không? Tìm hiểu cùng tột rốt ráo ý nghĩa của lý kinh một cách chính xác thì hành mới đúng. Coi rồi phải nhận cho hiểu lý câu quyền sâu của kẻ khùng này. Bởi chữ khùng của Phật của Thầy chứ chẳng phải của người lãng trí.
Nói vậy đoạn này chúng ta phải xem hiểu. Sau khi hiểu rồi chúng ta hành là tu huệ. Tu huệ là được phát sinh trí huệ, là đoạn dẹp mê si, là con đường chúng ta đi theo như vậy. Trừ ba nghiệp chướng, đi theo con đường chánh, tiến lên con đường giải thoát sanh tử là đây. Thấy một đàn thẳng bẳng mà mê, ôi chừng đó mới làm màu nhiệm. Mùi đạo diệu chúng dân ráng kiếm, trẻ thời kỳ khó gặp đặng ta. Rồi hành luôn bát nhẫn mới là, thì muôn việc điều an báo tế. Đó là chúng ta nói gì? Văn tư tu. Thứ hai là giới định huệ. Tám vạn bốn ngàn pháp môn của Phật, tất cả tuy nó rộng như biển cả, nhưng tất cả đều dựa trên nền tảng cơ bản của giới mà được thành tựu. Từ phàm phu cho đến tiên nhân, cho đến thánh chúng và Phật Đà, từ ngàn xưa đến nay không một ai mà không nghiêm trì giáo lực của nhà Phật mà được đắc thành chánh quả. Bằng chứng là ngài Đàm Nhất Luật Sư cho biết: tam thế Phật pháp giới nhi căn bản, bản nhi bất tu đạo diễm hồ tây. Có nghĩa là chư Phật thuyết pháp ba đời đều lấy giới làm môn tu căn bản, căn bản mà không tu thì đạo xa lắm vậy. Đức thầy xác định rằng không người nào được phép xưng mình là người trong đạo mà lại không giữ luật. Kẻ làm trái luật lệ, kẻ nào làm trái luật lệ trong sự đạo đức, dầu không xưng thâu đạo hay là chưa bị bôi tên, cũng bị trách nhiệm việc làm của họ và bị coi như người ngoại đạo. Thầy nhắc kỹ lắm nha, cần nhất ở chỗ giữ giới luật hằng ngày. À, vậy gấp gõ. À, như vậy thì chúng ta thấy nè, tất cả từ phàm nhân cho đến thánh chúng Phật Đà đều phải nghiêm trì giới luật mà được đắc thành đạo quả. Bằng chứng là trong kinh Phạm Vọng Đức Phật xác định rằng, đó Đức Phật cho biết đó là giới minh như nhật nguyệt, diệt như anh lạc châu, di trần bồ tát chúng do thị thành chánh giác. Nghĩa là giới sáng như mặt trời mặt trăng, quý như hạt châu anh lạc, các bồ tát các đạo đông như di trần cũng nhờ trì hành đắc, trì hành giới luật mà được đắc thành đạo quả. Đức Phật còn cho các môn nhân đệ tử biết rằng giới là kho diệu pháp, là cổ xuất thế. Giới là tàu bè lớn đưa người qua biển khổ sanh tử. Giới là pháp vô úy phá tan tà kiến độc hại. Giới là tướng vọng mạnh dẹp hết ma quân. Giới là hào thành ngăn che được giặc phiền não. Giới là đất bằng để kiến tạo tòa lầu đài định huệ. À, dạ, đây là chai nước. Ví dụ như nước này là chai là dụ cho giới. Nước trong chai là nước đục, dụ cho tâm chúng sinh bị ô nhiễm. À, như vậy đầu tiên chúng ta phải dùng chai giữ nước, nếu không nước sẽ đổ lẫn vào bùn cát, chúng ta không cách nào lọc được. Nhất là chúng ta phải dùng giới để giữ số nước, mà nước này là nước đục, không phải là nước trong. Bước thứ hai là chúng ta áp dụng pháp tu, đó là phước huệ song tu hay thiền tịnh song hành. Đó là dùng phèn lóng nước, tức là áp dụng pháp tu cho tâm được yên định. Sau khi nước trong hiện ra, nước đục lắng xuống dưới đáy chai, bước thứ ba chúng ta đổ nước trong ra, nước đục đổ bỏ. Nước trong đựng lại một bồn, còn đồ cặn cáo bất tồn đổ đi. Đó là trong kinh Tứ Thánh nói. Thấy không, bây giờ chỉ còn một chất nước trong sắc như thế này, chúng ta có lắc đến đâu cũng không thể nào dẫn được trở lại. Dụ cho người đã phát khai trí huệ là chứng A-la-hán quả, ra khỏi luân hồi sanh tử. Do đó cái lợi ích của phương pháp trì giới đó, Đức Thầy cho biết là gìn giới cấm, sửa tâm ô tạp, niệm Phật thì phải dẹp lòng ta, nhớ từ bi hai chữ năm nga, dầu làm lụng cũng là trì chí. Tám điều răn cấm của Phật giáo Hòa Hảo được Đức Tôn Sư chúng ta ghi trong Tông Chỉ quyển 6 năm 1945 tại Sài Gòn. Thì lúc bấy giờ đó, Đức Thầy cho biết ai mà giữ được tám điều răn cấm của ngài, không vi phạm một lỗi nhỏ, thì sẽ được 1.000 diệp phước nhân. 1.000 diệp phước nhân ấy có đủ diệu năng đưa người đó đến dự hội Long Hoa và sống đời thượng nguồn thanh đức. Người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ngày nay giữ giới nè: rượu không uống, thấy không, cờ bạc không, trà đình tụ điếm cũng không. Thậm chí bây giờ đồng đạo chúng ta giác ngộ cao hơn là thuốc lá cũng bỏ, cà phê cũng bỏ gì vậy. Tại vì những cái đó là nó hại, nó rất là hại. Thuốc lá mà hút nhiều là bệnh, cà phê mà uống ít thì nó còn đỡ, nhưng mà uống nhiều là bệnh, bệnh chứ không phải là tốt. Cho nên chúng ta thấy, rồi cờ bạc số má cũng không đó. Rồi chúng ta phải là kỹ lưỡng trong cái điều gì? Kỹ lưỡng trong cái việc giao tiếp nam nữ, phải không quý vị? Rất là kỹ lưỡng để gì? Giữ gìn thanh danh cho bản thân, cho gia đình, cho tổ tiên, cho xã hội, và đồng thời đặc biệt là cho tôn giáo của chúng ta. Người ta không nói này nói nọ là vì chúng ta giữ giới tinh nghiêm, đi cầu nguyện cầu từng, đám tang, vợ tôi chở, vợ ông chở, không có chở lộn xộn, lang bang có ngày mang tiếng. Phải không vậy? Chúng ta dù chúng ta tốt đó, nhưng mà người ta sẽ nói, nhất định là người ta sẽ nói. Và chắc chắn chúng ta để làm gì? Để ngăn chặn những cái việc ngoài ý muốn xảy ra, những cái điều
bất thường, những cái điều không tốt xảy ra thì chúng ta phải cẩn thận mới được. Xe của chúng ta nam chở nam, nữ chở nữ, đó là gì? Nói gì giới luật. Hôm nay chúng ta phải giữ cho tinh nghiêm thì mới là mang cái được cái gì? Được là tốt đời đẹp đạo, được cái tiếng thơm tốt đời đẹp đạo, là làm rạng danh đạo sáng danh thầy để người ta nói đạo hảo này kia. Đó là do vậy, một con sâu làm sầu nồi canh, nhân hư đạo bất hư. Nói cái gì? Con người hư chứ đạo không có hư. Mà tại vì cho chúng ta phải làm ảnh hưởng u uế đến thanh danh đền đạo. Cho nên tướng mà ra trận giỏi cỡ nào cũng phải nhớ mặc áo giáp, đó là 8 điều căn cấm của thầy, là giới luật căn bản. Để là gì? Để chúng ta tránh những lần tên mũi đạn. Nói vậy, tướng mà ra trận đó giỏi chứ mấy thì cũng đỡ được mấy trăm mũi tên ở phía trước, nhưng tên độc ở phía sau là không đỡ được. Tên độc phía sau là gì? Là mấy cái người mà đeo sau lưng mình đó, là mấy bà đàn bà quá đó nghe, mà đeo theo để mình độ người ta đó, mình độ không được ta kéo mình luôn. Đó là tên độc phía sau, nó tiễn một cái là bỏ mạng, nó tiễn một cái là bỏ mạng. Các bậc tiền bối đã tu giỏi hơn chúng ta gấp chục lần, nhưng cũng không thể nào chống đỡ được. Một khi hành giả đã rơi vào lưới tình thì không còn biết trời trăng mây nước, tối hưu như trong ngục, không còn biết thiên đường địa ngục, không còn sợ tội phước gì cả. Do đó mà Đức Thầy nói nó là một trong những thứ ác nhất trong các điều ác. Muôn việc đành hiếu thuận nước đầu, ngàn việc dở tà dâm đứng trước, mình phải bái phải sợ nó. Vậy chúng ta tu mới đắc gì? Phải sợ ha, đừng nghĩ lại, mình không nghĩ lại. Bởi vì chúng ta lúc nào cũng giữ giới luật của thầy. Ai không vậy, chúng ta là phàm không phải là thánh đâu, mà nghĩ rằng chúng ta thuộc lào giáo lý thầy rồi mà chúng ta không cẩn thận là coi chừng có ngày nó hạ sát mình chết. Đó là nói gì giới gì? Rồi chúng ta đã trừ xong gì? Ba nghiệp trước, đó là thân nghiệp, tịnh thân nghiệp, thân khẩu nghiệp, tịnh ý nghiệp, phải không? Đó là trong kinh Thiền Môn có bài kệ rằng giữ thân trong sạch hạnh phúc biết bao, giữ miệng trong sạch hạnh phúc biết bao, giữ ý trong sạch hạnh phúc biết bao, thân cùng khẩu ý trọn lành, xa rồi tội lỗi gần cành hoa sen, ai mà thân khẩu ý rèn, giữ theo thiện nghiệp thân bèn đặng an. Và Đức Thầy chúng ta đã từng nhắc nhở chúng ta rằng cần tu thập thiện thì sự niệm mới có hiệu quả. Tu thập thiện dứt được thập ác, cũng gọi là tịnh tam nghiệp, mà tam nghiệp hằng thanh tịnh. Đồng Phật giảng Tây Phương hay là cầu tịnh ba nghiệp xong xuôi, Tây Phương quyết đáo chung vui Phật đà. Đó là lời dạy Đức Tôn Sư, chúng ta phải nhớ kỹ. Xong, sau khi chúng ta tu tịnh tam nghiệp thì Đức Thầy còn dạy chúng ta đó là phải hành thiền. Thấy vậy, trong giáo lý Phật giáo bảo chúng ta nên nhớ kỹ là thiền là gốc. Giáo lý Phật giáo bảo là gốc là thiền. Phải không vậy? Chắc chắn là vậy. Tại vì thiền lâm Phật thấp thở xưa kia, non tuyết rèn ga bát chấm kìa, phổ quá dân lành trong khắp chúng, hoàn cầu bốn biển khắp danh bia. Sở dĩ Đức Thầy chúng ta đó nhắc lại cái lời Phật Thích Ca thuyết về pháp môn tịnh độ là gì? Để cứu độ chúng sinh trong thời mạt pháp. Phước mỏng nghiệp dày, chướng sâu quệ cạn. Đó, nếu mà chúng ta cố gắng hành thiền mà chưa đắc nổi thì trì tịnh sẽ được tha lực phạt độ chúng ta thoát ly sanh tử. Do đó trong giáo lý của Đức Thầy đó lúc nào cũng phước huệ song tu mà thiền tịnh song hành. Vì cái câu trên đó là tu tịnh, mà câu thứ ba là gì? Là tu thiền. Thường trao dồi chí hướng cao thanh, chữ thường là tinh tấn thường hằng. Tinh tấn thường hằng trao sửa thân tâm, dồi mài trí huệ, tinh tấn tiến lên mãi mãi cho đến khi thành quả mới thôi. Như câu Đức Thầy nói đó là sớm chịu bình đẳng chớ lơi, thường hành như vậy nhớ lời đừng sai, hay là thường nhớ câu đại lực đại hùng, thắng thách tình giữ vẹn đạo trung là chỗ này. Cho nên thường là tinh tấn, thường hành tinh tấn hành đạo, tu sửa thân tâm cho đến khi đạt thành đạo quả mới thôi. Nên Đức Thầy sử dụng chữ thường. Chữ trao là sửa, dồi là mài luyện, chí hướng là tư tưởng, chữ cao là gì? Chữ cao là tốt lành, còn chữ thanh là trong sạch. Như vậy đây là một cái phương pháp tu chuyển hóa từ tà tư duy ra chánh tư duy, chuyển hóa từ tà ra chánh. Nếu cái tư tưởng chúng ta chánh thì việc nói chánh, việc nói cũng chánh, mà việc làm cũng chánh. Ý nghĩ chánh thì việc nói chánh, việc làm chánh. Ý nghĩ tà, việc nói, việc làm tà, và cái sự nói cũng tà. Bởi vì Đức Thầy xác định rằng việc làm do lệnh, tâm hồn khiến sai. Như vậy chuyển hóa từ tà tư duy ra chánh tư duy là gì? Là một pháp tu then chốt cốt yếu chứng quả của chư Phật ba đời. Mà ngày nay trong phần cuối của bài tu thân sự kỷ, Đức Thầy có viết sự đầu tiên của người hành đạo cốt là sửa những tư tưởng,
tìm cách đánh đổ tư tưởng xấu xa đem thai vào. Tư tưởng ôn hòa đạo đức, chánh tư duy một ấy thanh cao. Hãy tưởng nhớ những điều đáng nhớ trên cùng dưới dầu thầy hay tớ. Cũng tưởng điều trung chánh mới màu việc vui sai. Mèo mã đâu đâu hãy dẹp gác, nhớ câu luật tự. Như vậy thì phía trên á, câu thứ hai đức thầy nói là tình, tham niệm hết làm lành. Mà câu dưới là thiền là gì? Là thiền là hành chánh tư duy quý vị. Niệm Phật là tịnh, mà ở dưới câu thứ ba là hành thiền. Mà niệm Phật cũng là huệ, thấy không? Mà hành thiền cũng là huệ. Mà làm lành là gì? Là phước. Phước huệ song tu, thiền tịnh song hành. Vĩnh Minh thiền sư nói: có thiền tâm có tịnh độ như thêm sừng cho mảnh hổ, hiện tại làm thầy người, vị lai làm Phật tổ. Thưa quý vị, thì để kể một câu chuyện để kết thúc cái đề giảng hôm nay, thì thở Phật còn trụ thế đó. Có một sa di này tên là Tăng Hộ, chú xuất gia cùng với vị thầy tế độ nguyên là cậu ruột của chú. Một hôm Tăng Hộ được thí chủ dâng cúng cho hai sắp giải rất là đẹp, Tăng Hộ rất là mừng, liền chạy về định dâng cho thầy để tỏ lòng biết ơn và sự kính mộ của mình. Nhưng vừa mở lời thì bị ông thầy gạt phắt đi: thôi, ta đã đủ ba y rồi, con hãy giữ lấy mà xài, hoặc để dâng cúng cho cái vị nào còn thiếu. Tăng Hộ năn nỉ cậu của mình ba lần, ông thầy cũng nhất định không nhận. Tăng Hộ lúc bấy giờ đã sinh ra buồn chán và bực bội, vừa đứng hầu thầy mà cái tư tưởng của chú trôi lan man suy nghĩ: mình là tứ cố vô thân, không có nơi nương tựa, chỉ có cậu của mình là người thân duy nhất trên đời. Vậy mà năn nỉ đến ba lần ổng cũng không nhận, vậy ổng đâu có thương mình, vậy mình còn ở đây làm chi để cho bận cái lòng ổng. Thôi mình muốn đi khuất cho rồng. Nhưng mà đi đâu bây giờ? Mình lấy gì sinh sống? À phải rồi, bán hai sấp vải để mua một con bò. Rồi hàng ngày mình dắt cái con bò này đó, nó đi ăn bên dãy đường, vừa thanh nhàn lại vừa ít tốn kém. Loài thú này chẳng mấy năm nó sẽ đẻ ra một cái bầy bò khổng lồ. Ví dụ mình lúc bây giờ đó mình giàu có rồi, mình bán một ít bò để tạo nhà cửa, ruộng đất, vườn trồng. Rồi đến khi mình trưởng thành, cưới một cô vợ, đứa con đầu lòng của mình sẽ ẵm nó đến để quy y với cậu mình. Lúc bây giờ thấy đứa con quá là dễ thương, ẵm đứa con đến để quy y cậu mình. Trên đường đi sau mà thấy trời nắng gắt quá mà bà vợ bà ẵm đứa con dường như mệt mỏi quá: thôi bà đưa đứa con cho tôi ẵm. Bà vợ không chịu, cứ dùng dằn dùng dẵng, giật lại không chịu. Thời đâu mà xui gũi, bà vợ bà dấp ghế cây, bà té đứa nhỏ xuống, làm té đứa nhỏ không khóc qué lên. Quá giận, nắm cành cây đập vô đầu mụ vợ: con mụ vợ này, đồ hư thân, đàn bà hư, đã kêu đứa nhỏ đưa cho tao ẵm mà, cãi có được cái nước cãi. Lúc bây giờ cái tư tưởng của Tăng Hộ đang trôi lan man thì nghe cái tiếng điềm đạm của ông thầy cất lên một vị A-la-hán nói: con đánh không trúng cái đầu của con mụ vợ hư thân ấy đâu, mà con đánh trúng cái đầu trọc của ta ngay cái tóc đây này. Tăng Hộ giật mình tỉnh lại thì thấy mình chở cán quạt đập vào đầu thầy, quảng hồn quảng vía co giò phóng chạy như ma đuổi. Tăng Hộ nói: tràn ngủ sao mình nghĩ cái gì trong bụng không biết hết trơn hết trời, phải chạy cho xiếc. Các bạn của Tăng Hộ mới đuổi theo bắt được, đương sự đem về trình với Phật. Mọi việc được thuật lại y như vậy, Đức Phật mới an ủi Tăng Hộ rằng: này Tăng Hộ, cái tâm phàm phu của chúng sinh nó thường lén lút đi chơi như thế, nó thường đi rất xa, xa đến vô hình vô dạng. Người thiện trí phải khéo léo như gã một đồng, phải dùng dây để xỏ mũi con trâu hoang, dắt nó về chuồng cũ, rồi chăn dắt cho đến lúc buông lơi dây dàm mà con trâu hoang kia không còn lén lút đi rong nữa thì mới tạm yên. Được lời an ủi của Đức Thế Tôn, chú tiểu này bình tĩnh ở lại tu viện tiếp tục tu và cuối cùng chứng được đạo quả A-la-hán. Tuy lâu lâu chú cũng bị mở mắt chiêm bao, nhưng không bao giờ chở cán quạt đập vào đầu ông thầy mình nữa. Vì Tăng Hộ đã biết cách chăn trâu và cột trâu rồi. Đó là câu chuyện. Cái tư tưởng của chúng ta đó quý vị, lúc nào nó cũng đi, nó vọng ở đây, nhưng mà cái tâm chúng ta ở chỗ khác.
Cái tư tưởng chúng ta nó đi, bắt đầu nó ước, nó mơ, nó vọng, nó tưởng, nó ham, nó muốn đủ thứ hết trơn á. Cho nên Đức Thầy đã chánh tư duy một cái thanh cao đó là vậy đó. Hãy tưởng nhớ những điều đáng nhớ. Và thứ ba, tư duy bằng ai? Các điều tưởng nhớ thẳng ngay mới mọc. Vậy thì Vĩnh Minh Thiền Sư cho biết ở trên câu thứ ba hai là tịnh, thứ ba là thiền. Có thiền tâm, có tịnh độ như thêm sừng trong ảnh hổ, hiện tại làm thầy người, vị lai làm Phật tổ. Như vậy thì trong quá trình tu, Đức Thầy dạy chúng ta đó là phước huệ song tu mà thiền tịnh song hành. Trong giáo lý của Ngài lúc nào cũng có phước huệ song tu và thiền tịnh song hành. Đọc lại một đoạn chúng ta sẽ thấy đây là cái phương pháp đưa tất cả người tu vượt dòng sanh tử một cách chắc chắn. Tay tăng sĩ gậy thiền quyết nắm, lần bụi bờ xuống thẳm lên đèo, dù cho gặp lắm hồng béo, tự bi giảng niệm quyết leo khỏi rừng là thiền tịnh song hành, phải không? Hoặc là gì? Ta là cư sĩ cánh điện, lo nghề cài cuốc cũng chuyên tu hành, xa nơi tranh đấu lợi danh, giữ lòng thanh tịnh, tánh lành trao truyền. Thanh tịnh là tu thiền, gắn công trì niệm sớm khuya là tu tịnh. Thân tuy còn tốt, tâm lìa cõi mê. Đó là hoàn toàn là phước huệ song tu và thiền tịnh đồng hành. Và đoạn khác Đức Thầy cho biết nữa: điên nhân nghĩa, điên gì đạo cả, thôi chào đời khép cửa buồn duyên, có thiện căn sốt lại cửa thiền, câu niệm Phật chờ ngày chung cuộc, là phước huệ song tu và thiền tịnh đồng hành. Thưa quý vị, và sau khi chúng ta đã hoàn mãn cái công hạnh tu của mình rồi đó, đoạn trừ tất cả các sự ác và làm các sự thiện, và bước lên con đường chánh đạo để thoát ly dòng sanh tử. Vì trong Thắng Văn Kinh Đức Phật bảo rằng ác tận ngôn công, thiện mạng giết đức. Diệt trừ các điều ác gọi là công, mà hoàn mãn các điều thiện ấy gọi là đức. Vì chúng ta trừ thập ác, hành thập thiện là chúng ta đã hoàn mãn cái công đức của người tu hành. Đồng thời bước lên bát chánh đạo để tiến lên cái an gì? Giải thoát sanh tử, đó là tu chứng thành Phật. Vì Đức Thầy xác định rằng bát chánh đạo chính là quyển kinh nhật tụng của những ai muốn thoát chốn mê đồ, tấn triển trên đường giải thoát. Và sau khi hoàn mãn công hạnh của người con Phật rồi thì chúng ta sẽ được quy Phật, sẽ được trở về Tây Phương Cực Lạc, chấm dứt con đường luân hồi sanh tử khổ đau ở cõi ta bà. Vì Đức Thầy cho biết sau khi chúng ta hoàn mãn công hạnh của người con Phật rồi thì sẽ được chờ con đầy đủ nghĩa nhân, ra tay tế độ dắt lần về ngôi, có ngày mở rộng quy khôi, non thần gian chuyển khùng ngồi sử phân, quyền cơ mái tạo xây dần, đồng về Phật cảnh mười phần xinh tươi. Thánh tiên vừa nhếch miệng cười chúc mừng trần thế có người chân tu. Và nếu như Long Hoa khai hội mà quý vị tu chân chánh được về dự hội Long Hoa thì quý vị sẽ được hưởng muôn điều phúc lạc. Như Đức Thầy cho biết đó là vương nam rạng ngọc chói lòa, lưu ly hổ phách mấy tòa đài cung, dành cho kẻ lòng trung chánh trực, quân cùng thần náo nước vui tươi, liên hoa đua nở nụ cười, rước tôi lương đóng chào người chân tu. Còn nếu như quy y mà để y không hành thì phải bị tai họa như thế nào? Hồi nãy chúng tôi có nói đoạn này 3 phút nữa thôi. Quý vị biết quý vị mệt, quý vị mệt mà tôi cũng mệt muốn chết chứ sung sướng gì đâu, phải không? Như vậy thì cái người nào mà quy y theo Phật giáo Bảo mà không hành theo, làm trái lời thầy thì sẽ vươn lấy những tai hại, là Đức Thầy cho biết đó là ngục A Tỳ giữa kế một bên chờ những kẻ tu hành giả dối. Gì? Tại sao? Đức Thầy cho biết là ai mà ta dạy chẳng dình thì sao đừng trách mất tình yêu đương, hay là con nào hiền thì dẹn thảo ngay, đứa ngỗ nghịch một mai đứt cổ là chỉ có đường chết mà thôi, phải không? Chỉ đi đường tử, chúng ta đi vào con đường đâu là con đường đi trúng thì sống, bước trật tắc chết, không tu chừng khổ cũng ưng, tu hành gặp cảnh vui mừng tội thay. Cái vậy thì và 4 câu kim ngôn trên là Đức Thầy viết ở trong sấm giảng quyển 5 năm 1941 Tân Tị tại Sài Gòn. Thì câu thứ nhất đó thì thuộc về phần kiến đạo, đó là dứt mê tâm, dứt điều hằng ghét. Đức Thầy chỉ chúng ta thấy căn bản nguồn gốc sự khổ, đó là căn bệnh của chúng sinh, gọi là kiến đạo. Câu thứ hai, câu thứ ba đó là ráng cần chuyên niệm Phật, làm lành thường trao dồi chiếu cao thanh. Đây thuộc về phần tu đạo. Sau khi hoàn mãn cái công hạnh tu đạo rồi thì đi đến chỗ chứng đạo, đó là thường trao dồi chiếu cao thanh cho khỏi thẹn con lành Phật giáo, đó là quy Phật. Và cuối cùng để kết thúc đề giảng hôm nay, một lần nữa xin chân thành nhắc lại lời giáo huấn của Đức Tôn Sư trong giáo lý là người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nói riêng, các giới tu hành nói chung, nếu như ai thực hành đúng theo lời Phật lời thầy 4 câu kinh ngôn trên, á
chắc hẳn sẽ được một đời sống an lạc ở hiện tại và đi đến con đường giải thoát ở vị lai một cách chắc chắn. Khuyên trong nam nữ chợ quê, cúi đầu thiện niệm trong về Tây Phương, tu cho kẻ bạo khâm nhường, đẹp lòng cha mẹ cứu quyền chờ trong. Dạ. Giảng kinh đọc tụng chiều mai, làm theo lời chỉ, ngày rày gặp ta. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý cấp chính quyền đã và quý vị vị quan khách, các nhà mạnh thường quân hỗ trợ cho tài vật trong cái ngày phổ truyền giáo lý Phật giáo Hòa Hảo hôm nay. Xin thành tâm kính chúc quý cấp chính quyền, quý vị quan khách, khách quý, các nhà mạnh thường quân được dồi dào sức khỏe, gia quyến được dạng sự an hạnh phúc và thành đạt. Kính chúc toàn thể chư quý đồng đạo chúng ta thân tâm thường an lạc, đạo quả chóng viên thành, tinh tấn tu hành cho đến ngày phúc huệ tròn đầy, tứ ân vẹn trả để được mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú tâm lắng nghe, lễ phép kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Tôi xin thay mặt ban tổ chức xin chân thành cảm ơn giáo lý viên Trần Thị Phương Kiều, một phong cách diễn đạt hết sức gần gũi với bà con đồng đạo. Vậy xin mời bà con đồng đạo cho một tràng pháo tay.